thân tài vật, chỗ ở là bóng tạng thức hiện, tâm ý thức tự tính, năm pháp hai vô ngã đều rốt ráo thanh tịnh. Đấy điều chư Phật nói, giải ngắn cùng nương nhau, xoay vần sinh lẫn nhau, do có mà nói không, nhân không mà nói có. Phân tích đến vi trần không khởi phân biệt sắc, chỉ do tâm vọng lập, kẻ ác kiến không tin. Đây không phải ngoại đạo hay thanh văn đã nói, mà chính đấng cứu đời nói cảnh đã thân chứng. Bấy giờ Bồ Tát Đại Huệ vì muốn thanh tịnh tâm hiện lưu nên bạch Phật, làm sao thanh tịnh tự tâm hiện lưu, dòng tư tưởng tuôn chảy không ngừng của chúng sinh, sự thanh tịnh ấy có thứ lớp hay ngay tức thì? Phật dạy, này Đại Huệ, thanh tịnh dần dần không phải tức khắc, như trái am la xoài chín lần không chín ngay. Trừ Như Lai làm cho dòng tâm thức chúng sinh thanh tịnh cũng thế, dần dần chứ không tức khắc. Như người thợ gốm làm các vật dần thành hình, không phải tức khắc. Trừ Như Lai tịnh dòng tâm thức chúng sinh cũng thế, tuần tự không tức thì. Như đất lớn sinh thảo mộc cũng sinh từ từ, không sinh lập tức. Trừ Phật thanh tịnh, dòng tâm thức tuôn chảy nơi chúng sinh cũng thế, tuần tự không phải tức thì. Đại Huệ, thí như người học âm nhạc, đọc sách, vẽ hoặc các thứ kỹ thuật dần dần mà thành tài chứ không tức khắc. Chư Phật thanh tịnh dòng tâm thức chảy xiết của chúng sinh cũng thế, không phải ngay tức thì. Ví như gương lớn hiện ngay các vật không phân biệt, chư Như Lai làm thanh tịnh dòng tâm thức của chúng sinh cũng vậy, làm hiện tức khắc hết thảy cảnh giới vô tướng không phân biệt, như vừng nhật nguyệt soi chiếu tất cả sắc hình tượng cùng một lúc. Chư Phật làm thanh tịnh tập quán lỗi lầm nơi tự tâm chúng sinh cũng thế, lập tức vì chúng sinh thị hiện cảnh giới trí tuệ bất khả tư nghị của chư Như Lai, như tạng thức hiện ngay một lúc hết cảnh, hết thảy cảnh giới, quốc độ, thân, tài sản. Báo Phật cũng thế, ở cõi sắc cứu cánh, thường tức khắc thành tựu chúng sinh, khiến chúng tu các hạnh. Như pháp tính Phật, tức khắc hiện báo Phật và ánh sáng quang minh của hóa Phật. Thánh trí tự chứng cũng vậy, hiện ngay các pháp tướng, làm ánh sáng chiếu soi, khiến lìa hết tà kiến về có và không. Lại nữa, Đại Huệ, Đức Phật từ pháp tính lưu xuất, nói tự tướng, cộng tướng của hết thầy Pháp, các tướng do tập khí làm nhân do tự tâm hiện, các tướng do vọng chấp sinh đều là các tướng huyễn hóa lệ thuộc lẫn nhau, không có tự tính. Những gì chúng sinh chấp thật có đều không thể nắm giữ, bất khả đắc. Lại nữa, Đại Huệ, tính vọng kế là do chấp trước vào tính duyên khởi mà sinh. Đại Huệ, thí như thầy phù thủy dùng huyễn thuật lấy cỏ cây ngói gạch tạo ra bao nhiêu hình tượng chúng sinh, khiến cho người thấy liền phân biệt các sự vật mà kỳ thật không có gì. Đại Huệ, đây cũng vậy, do thói quen cố chấp cảnh giới là thật, nên trong các pháp do duyên khởi lại có ra các tướng vì vọng chấp mà hiện, đấy gọi là phát sinh vọng kế. Đại Huệ, đấy là pháp tướng mà chư Phật pháp tính đã nói. Đại Huệ, Phật pháp tính kiến lầm các cảnh giới của tự chứng trí liệt tướng do tự tâm hiện. Đại Huệ, hóa Phật nói các pháp bố thí chỉ giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ quản giới xứ cùng các phương pháp giải thoát các hành tướng của thức kiến lập sai biệt vượt trên kiến chấp của ngoại đạo siêu việt hạnh vô sắc. Lại nữa, Đại Huệ, Phật pháp tính không vin vào đâu cả, xa lìa hết thảy các tướng sở duyên sở tác căn lượng, không phải cảnh giới mà phàm phu nhị thừa và ngoại đạo ước chấp ngã thường quan niệm. Bởi thế, Đại Huệ, ông nên xin tu học cảnh giới thủ thắng của bậc tự chứng thánh trí, nên mau xa lìa các tướng do tự tâm hiện, do kiến chấp phân biệt. Lại nữa, Đại Huệ, thanh văn thừa có hai tướng sai biệt, ấy là tướng tự chứng thánh trí thủ thắng và tướng phân biệt chấp trước tự tính. Sao gọi là tướng tự chứng thánh trí thủ thắng? Ấy là nhân thấy rõ cảnh giới các đế khổ không vô thường vô ngã mà lìa ham muốn, trở nên vắng lặng, biết rõ một cách chân thật các tướng bất hoại ở ngoài ẩn dưới xứ hoặc tự hoặc cộng, nên tâm trụ vào một chỗ. Khi tâm đã an trú vào một cảnh thì sẽ được các đạo quả thiền định giải thoát tam muội mà được hạnh viễn ly. Họ an trú trong pháp lạc của cảnh giới do thánh trí tự chứng, song vẫn chưa lìa được tập khí và những hình thái biến dị sinh tử khó nghĩ bàn, nên gọi là tướng tự chứng thánh trí của thanh văn thừa. Các bậc Đại Bồ Tát tuy cũng được cảnh giới thánh trí tự chứng ấy, nhưng vì thương xót chúng sinh, giữ tròn bản nguyện nên không thể chứng pháp môn tịch diệt cùng pháp lạc tam muội. Các Đại Bồ Tát không tu học pháp lạc tự chứng thánh trí ấy. Đại Huệ, sao gọi là tướng phân biệt chấp trước tự tính? Ấy là biết các pháp
như cứng, ẩm, đậm, xanh vàng, đỏ, trắng, vân vân đều không do một tác giả sinh, nhưng lại y cứ vào sự giảng dạy lý luận mà có tự tướng, cộng tướng và khởi phân biệt, chấp trước. Ấy gọi là tướng phân biệt của thanh văn. Các vị đại Bồ Tát đối với các pháp ấy nên biết, nên xa lìa kiến chấp nhân vô ngã, nhập vào tướng pháp vô ngã, dần dần an trú trong các địa vị tu hành. Bồ Tát Đại Huệ, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai nói cảnh giới đệ nhất nghĩa của thánh trí tự chứng là thường còn không thể nghĩ bàn. Há không giống với ngoại đạo bảo đấng tạo hóa của họ cũng thường còn không thể nghĩ bàn đấy hay sao? Đại Huệ, đấy không phải là tướng thường bất tư nghị mà đấng tạo hóa ngoại đạo có. Vì sao? Bởi vì Đại Huệ, tướng thường bất tư nghị của ngoại đạo là do tự tướng, không do nhân thành. Đã do tự tướng thì lấy gì chứng minh cái thường bất tư nghị? Đại Huệ, cái thường bất tư nghị của ngoại đạo nói, nếu do tự tướng thì tất nó hữu thường, song vì lấy đấng tạo hóa làm nhân nên không thành thường bất tư nghị. Đại Huệ, đệ nhất nghĩa thường bất tư nghị của ta sao lìa có không? Nó có đặc tính riêng của nó, vì là cảnh giới do thánh trí tự chứng, nó do đệ nhất nghĩa làm nhân nên có nhân, nó lìa có không nên không phải là tác giả, vì nó như hư không tịch diệt của niết bàn. Nên thường bất tư nghị của ta nói không giống với chỗ tranh luận của ngoại đạo. Đại Huệ này, cái thường bất tư nghị của ta là chân lý do thánh trí chư Như Lai tự chứng, nên Bồ Tát hãy siêng tu học. Lại nữa, Đại Huệ, nghĩa thường bất tư nghị của ngoại đạo đã nhân trái với vô thường mà nói thường, không phải do tự tướng. Đại Huệ, nghĩa thường bất tư nghị của ngoại đạo là do thấy các pháp sinh ra có rồi hoàn không, bởi đó vô thường, do đấy mà nói thường. Ta cũng thấy các pháp sinh ra có rồi lại không, bởi đó vô thường, nhưng không vì thế mà nói nghĩa thường. Đại Huệ, nếu ngoại đạo lấy tướng nguyên nhân mà thành thường bất tư nghị, thì tướng nguyên nhân ấy vốn không có, cũng như sừng thỏ, cái thường bất tư nghị chỉ là phân biệt, chỉ có trên danh từ. Vì sao? Vì cá nhân ấy cũng như sừng thỏ không có đặc tính của tự nhân vậy. Đại Huệ, thường bất tư nghị của ta lấy tự chứng làm nhân, không lấy pháp bên ngoài có rồi hoàn không, vô thường mà làm nhân. Ngoại đạo trái lại chưa từng biết tướng của tự nhân thường bất tư nghị mà thường ở bên ngoài cảnh giới của thánh trí tự chứng. Lại nữa, Đại Huệ, các hàng thanh văn vì sợ sinh tử vọng tưởng khổ mà cầu niết bàn, không biết tất cả tướng sai biệt giữa niết bàn sinh tử đều do hư vọng phân biệt mà có, chứ thật vốn không. Thành văn vọng chấp rằng trong tương lai các căn cảnh đều diệt, cho đó là niết bàn, mà không biết cảnh giới của trí tự chứng là chuyển tạo thức bị hạn cuộc thành đại niết bàn. Những người ngu kia nói có ba thừa, không nói ngoài tâm không cảnh. Những người ấy không biết cảnh giới tự tâm mà chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều nói, lại chấp trước cảnh ngoài tâm, nên thường trôi lan không cùng trong sinh tử. Lại nữa, Đại Huệ, chư Như Lai vì sao nói hết thảy pháp quá khứ, hiện tại, vị lai không sinh? Vì cảnh do tự tâm thấy đều không có tự tính, lìa có không nên nói vô sinh, như sừng thỏ, sừng ngựa vân vân mà phàm phu vọng chấp. Cảnh giới vô sinh này là cảnh của bậc tự chứng trí, không phải của hạng ngu phu phân biệt nhị nguyên. Đại Huệ, thân tài sản khí thế gian vân vân, tất cả đều là bóng dáng của tạng thức, năng thủ sở thủ, đồng hiện khởi. Hạng ngu phu theo hai kiến chấp về sinh trú diệt mà vọng khởi phân biệt hữu vô. Đại Huệ, ông nên siêng năng tu học nghĩa này. Lại nữa, này Đại Huệ, có 5 loại chủng tính là chủng tính thanh văn, chủng tính duyên giác, chủng tính Như Lai, chủng tính bất định và vô chủng tính. Đại Huệ, sao biết được là chủng tính thanh văn thừa? Những người khi nghe nói tự tướng, cộng tướng, uẩn giới xứ, hoặc biết hoặc chứng thì lông tóc dựng ngược, khao khát tu tập. Nhưng đối với lý duyên khởi thì không thích quan sát, nên biết đấy là chủng tính thanh văn thừa. Những người ấy khi đã thấy chỗ mình chứng được ở vào địa thứ 5 thứ 6 thì dứt được trói buộc của phiền não, song chưa đoạn được tập khí phiền não, họ vẫn vướng vào bất tư nghị tử, cái chết không thể nghĩ bàn. Tiếng giống như sư tử của họ là sinh đã tận, phạm hạnh đã hoàn thành, việc nên làm đã xong, không còn thọ thân sau. Họ tu tập nhân vô ngã, sinh tâm cho mình đã đạt niết bàn. Đại Huệ, lại có chúng sinh cầu chứng niết bàn, tự nói đã biết tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, cho đấy là niết bàn. Lại có những người nói, thấy các pháp thảy đều do nguyên nhân sinh ra, đó là niết bàn. Đại Huệ, những kẻ ấy không giải thoát, vì chưa thể thấy pháp vô ngã vậy. Đó là chủng tính thanh văn thừa, ngoại đạo chưa giải thoát mà cho mình đã giải thoát.
ông hãy xin tu tập xả bỏ ác kiến này. Đại huệ, sao biết được chủng tính duyên giác thừa? Ấy là những người khi nghe nói 12 nhân duyên thì lông tóc dựng đứng, động lòng rơi lụy, xa lìa huyết não, không đam mê gì nữa. Khi nghe nói hiện các thứ thân hoặc tụ hoặc tán, các việc thần thông biến hóa thì tâm họ tin chịu, không phản đối. Nếu biết đấy, nên biết đấy là chủng tính duyên giác, hãy nói pháp duyên giác thừa cho họ. Đại huệ, các pháp mà chủng tính Như Lai thừa chứng được thuộc ba loại, ấy là pháp tự tính, vô tự tính, pháp nội thân tự chứng thánh trí và pháp thấy hết thảy các cõi Phật ở ngoài. Đại huệ, nếu có người nghe nói mỗi mỗi pháp này cho đến pháp thân, nhà cửa, tài sản đều do tự tâm hiện, nghe nói cảnh giới không thể nghĩ bàn của Thức A-lại gia mà khúc sợ, không kinh khiếp hãi hùng, nên biết người ấy thuộc chủng tính Như Lai. Đại huệ, bất định chủng tính là gì? Ấy là khi nghe nói về ba thừa trên đây đều có thể khởi phát lòng tin muốn tu học. Đại huệ, ta vì các hạng người mà so sánh các giai đoạn tu tập, nói các chủng tính, vì muốn khiến họ an trú trong cảnh giới vô ảnh tượng nên kiến lập như thế. Đại huệ, những người thanh văn an trú trong pháp là tam muội, nếu chứng được thức bị duyên của mình, thấy được pháp vô ngã, sạch tập khí phiền não thì rốt cuộc cũng sẽ được thân Như Lai. Thế Tôn liền nói bài tụng quả dự lưu Nhất Lai bất hoàn A La Hán. Những thánh nhân như thế tâm họ đều mê hoặc, ba thừa ta lập ra, một thừa đến không thừa, vì kẻ ngu trí nhỏ, vì bậc thánh ưa tịch pháp môn đệ nhất nghĩa, xa lìa cả hai chấp, trong chỗ vô cảnh giới làm sao lập ba thừa. Các thiền cùng vô lượng vô sắc tam ma đề cho đến diệt thọ tưởng đều không ở ngoài tâm. Lại nữa, đại huệ, tại sao hạng nhất thiền đề đối với pháp giải thoát không sinh vui thích? Đại huệ, vì họ đã bỏ mất hết căn lành, hoặc vì từ vô thủy đã khởi nguyện độ chúng sinh. Sao gọi là bỏ mất hết căn lành? Ấy là những người chê bai các tạng kinh của Bồ Tát, cho rằng không hợp với khế kinh, với sự điều phục và giải thoát, như vậy là đoạn hết căn lành, không nhập niết bàn được. Sao gọi là từ vô thủy vì chúng sinh khởi nguyện? Ấy là những Bồ Tát dùng phương tiện bản nguyện, nguyện cho hết thảy chúng sinh đều vào niết bàn. Nếu còn một chúng sinh chưa vào thì Bồ Tát cũng không vào. Hạng này cũng ở trong đường của nhất thiền đề, không có tướng của chủng tính niết bàn. Đại huệ Bồ Tát, bạch Phật, bạch Thế Tôn, trong hai hạng đó rốt cùng ai không vào niết bàn? Phật dạy, những Bồ Tát nhất thiền đề kia vì biết rõ hết thảy pháp xưa nay vốn là niết bàn nên rốt cuộc không nhập. Song hạng nhất thiền đề đã bỏ các thiện căn thì hoặc sẽ nhờ uy lực Phật, hoặc có khi phát sinh thiện căn. Vì sao? Vì Phật không bao giờ bỏ rơi một chúng sinh nào, cho nên chỉ có Bồ Tát nhất thiền đề là không nhập niết bàn. Lại nữa, đại huệ, Bồ Tát đại hữu tình nên biết rõ tướng của ba tự tính. Ba tự tính ấy là gì? Ấy là vọng kế, duyên khởi và viên thành. Đại huệ, vọng kế tự tính là do tướng sinh. Sao là do tướng sinh? Ấy là đương theo các sự tướng duyên khởi hiện ra các chủng loại mà sinh chấp trước, so đo. Đại huệ, sự kế trước ấy sinh hai thứ vọng kế tính, ấy là những gì Chư Như Lai diễn nói, danh tướng kế trước và sự tướng kế trước. Sự tướng kế trước là chấp các pháp trong và ngoài, cho là thật có. Danh tướng kế trước là đối các pháp trong và ngoài ấy, chấp có tự tướng, cộng tướng, ấy là hai thứ vọng kế. Đại huệ, do duyên sở y mà khởi lên, ấy gọi là tính duyên khởi. Sao gọi là viên thành tự tính? Ấy là chân như mà đấng tự chứng thánh trí đạt được, lìa hết thảy danh tướng, dự tướng. Đại huệ, đấy là tự tính viên thành Như Lai tạng tâm. Đức Thế Tôn bèn nói bài tụng, phân biệt danh tướng là tướng tự tính, chính trí chân như là tính viên thành. Đại huệ, đấy là pháp môn quán sát, năm pháp, hai tự tính là cảnh giới của bậc tự chứng thánh trí. Ông cùng các Bồ Tát đại hữu tình nên siêng tu học. Lại nữa, này đại huệ, Bồ Tát nên quan sát hai tướng vô ngã. Hai tướng ấy là gì? Là tướng nhân vô ngã, tướng pháp vô ngã. Đại huệ, sao gọi là tướng nhân vô ngã? Ấy là uẩn xứ giới, lìa ngã, ngã sở, vì ngu si và ái nghiệp mà sinh các thức như nhãn, vân vân, do sắc thanh mà sinh chấp trước. Lại thân và khí thế gian mà tự tâm thấy đều do tạng tâm biến hiện, từng giây phút tiếp nhau biến hoại không ngừng, như dòng sông, như hạt giống, như ánh đèn, như gió qua mau, như mây nổi. Nó đậu chuyển không an như vượn khí, ưa chỗ dơ uế như ruồi nhặng, không biết chán đủ như lửa mạnh. Nó lấy tập quán tà ác từ vô thủy làm nhân, nên trôi lăn các cõi không ngừng như bánh xe kéo nước, cuốn theo các loại thân hình,
như thay chết do mãnh lực bùa chú mà cử động, lại như người gỗ do máy mà chuyển động. Nếu biết rõ tướng của tự thân là như vậy thì gọi là trí nhân vô ngã. Đại huệ sao gọi là trí pháp vô ngã? Ấy là biết uẩn giới xứ là tính vọng chấp, nguyên uẩn giới xứ vốn lìa ngã ngã sở. Chỉ vì sợi dây trói buộc của ái và nghiệp tích tụ làm duyên cho nhau mà sinh khởi, không có tác giả. Uẩn giới xứ cũng thế, lìa tự tướng cộng tướng. Những hiện tượng giả dối đủ lại hiện ra chỉ có phàm phu mới phân biệt, thánh giả thì không. Quan sát các pháp như vậy nên lìa tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tính. Ấy gọi là trí pháp vô ngã của Bồ Tát Đại Hữu Tình. Khi được trí ấy thì biết không có cảnh giới, hiểu rõ tướng các giai đoạn tu hành. Bồ Tát liền nhập sơ địa, tâm sinh vui mừng, tuần tự tiến dần lên đến bậc thiện huệ và pháp vân. Các việc phải làm đều thành tựu. Ở địa vị ấy có hoa sen báu lớn cùng các báu trang nghiêm, trên hoa có cung điện báu hình hoa sen, do Bồ Tát tu pháp môn như huyễn mà thành tựu. Bồ Tát ngồi trên hoa sen được các Bồ Tát đồng hàng vây quanh, được chư Phật tử các cõi Phật đưa tay dưới đầu bằng đức cam lồ như dưới cho con vua chuyển luân. Khi vượt qua giai đoạn cuối cùng của Bồ Tát địa, Bồ Tát thành tựu pháp thân tự tại của Như Lai. Đại huệ ấy gọi là tướng thấy pháp vô ngã, ông và các Bồ Tát nên siêng tu học. Bấy giờ Đại huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin vì con giảng nói tướng lập và phá, khiến con cùng các Bồ Tát lìa các kiến chấp ấy, mau được vô thượng Bồ Đề. Khi ấy con sẽ phá được sự chấp thường, lập và chấp đoạn phá. Đối với chính pháp không sinh hủy bám, Phật nhân lời thưa thỉnh của Đại huệ Bồ Tát mà nói bài kệ tụng như sau: Thân tài vật chỗ ở đều là bóng của tâm, phàm phu không biết được, khởi kiến lập bác bỏ. Mọi pháp do tâm khởi, lìa tâm không có được. Đức Thế Tôn muốn nói rõ lại nghĩa ấy, bảo Bồ Tát Đại huệ có bốn kiến lập, cho là có những cái vốn là không, đó là không tướng lập có tướng, không kiến lập có kiến, không nhân lập có nhân, không tính lập có tính. Đại huệ còn hủy báng phá là sao? Ấy là các pháp do tà kiến lập ra đều không tự tính. Vì không khéo quan sát nên sinh hủy báng chối bỏ. Đấy là tướng kiến lập và hủy báng xác định cùng phủ định. Này đại huệ, sao gọi là không tướng lập có tướng? Ấy là tự tướng cộng tướng của ẩn giới xứ vốn không mà lại sinh ra kế chấp cho nó như thế này, không thế khác. Những phân biệt ấy đều do ác tập từ vô thủy sinh ra, đấy gọi là không tướng lập có tướng. Sao gọi là không kiến lập có kiến? Ấy là từ uẩn giới xứ đặt ra các quan niệm ngã, nhân, chúng sinh, vân vân. Sao gọi là không nhân lập có nhân? Ấy gọi là sơ thức, trước kia vốn vô nhân, bất sinh. Sơ thức ấy vốn không mà sao vì mắt, sắc, ánh sáng, niệm, vân vân, làm nhân như huyễn sinh, sinh rồi có rồi hoàn diệt. Ấy là không nhân lập có nhân. Sao gọi là không tính lập có tính? Ấy là chấp trước các pháp vốn vô tác như hư không, niết bàn không phải thường diệt. Đại huệ, những pháp này lìa tính phi tính, hết thảy pháp đối với có và không chỉ như bụi lông sừng thỏ ngựa, ấy là không tính lập có tính. Đại huệ, kiến lập và bác bỏ đều do kẻ phàm phu không hiểu duy tâm tạo nên sinh phân biệt, bậc thánh không làm thế. Các ông nên quan sát để xa lìa kiến chấp này. Này đại huệ Bồ Tát, khi đã biết rõ tâm, ý, ý thức, năm pháp, ba tự tính, hai vô ngã, thì sẽ vì chúng sinh hiện các loại thân hình, như Ngọc Mani hiện các màu tùy tâm. Các Bồ Tát ấy đi vào các Phật hội, nghe Phật dạy các pháp như huyễn như mộng, như bóng như hình, trong gương như trong đáy nước, xa lìa sinh diệt đoạn thường, không ở trong đường thanh văn và bích chi Phật. Nghe xong chư Bồ Tát ấy thành tựu vô lượng trong ngàn ước na do tha định. Được các định ấy rồi, họ du hành khắp các cõi Phật, cúng dường chư Phật, sinh lên các cõi trời để làm sáng tỏ ngôi Tam Bảo. Họ hiện thân Phật vì đại chúng thanh văn Bồ Tát mà nói pháp duy tâm, khiến ra liền các chấp hữu vô. Bấy giờ Thế Tôn nói bài tụng: Phật tử hay quán thấy thế gian không ngoài tâm, hiện ra đủ loại thân, việc làm không ngăn ngại, sức thần thông tự tại, tất cả đều viên thành. Bồ Tát Đại Huệ lại thỉnh Phật: Xin Thế Tôn, vì con nói tướng không, vô sinh, vô nhị, vô tự tính của vạn pháp, con và các Bồ Tát ngộ được tướng ấy sẽ lìa phân biệt hữu vô, mau thành vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Hãy nghe kỹ, ta sẽ nói cho ông. Đại huệ, không ấy là tính vọng chấp. Đại huệ, vì chấp trước vọng kế nơi tự tính nên nói không, vô sinh, vô nhị, vô tự tính.
Đại huệ được nói tính không có bảy, tướng không, tự tính không, vô hành không, hành không, nhất thiết pháp, bất khả thuyết không, đệ nhất nghĩa thánh đế không, bỉ bỉ không, tướng không là tự tướng, cộng tướng của tất cả pháp đều không, chỉ xoay phần tích tụ đối đãi lẫn nhau mà hiện ra, nếu phân tích đến cùng thì không có gì. Không tự sinh, không tha sinh, không vừa tự vừa tha, rốt ráo bất sinh, tự tướng cộng tướng, không sinh cũng không trú, nên gọi hết thảy pháp tự tướng vốn không. Sao gọi là tự tính không? Ấy là hết thảy pháp tự tính vốn không sinh, nên gọi là tự tính không. Sao gọi là vô hành không? Là các uẩn bản lai vắng lặng, không hành động tạo tác, nên gọi là vô hành không. Sao là hành không? Là các uẩn do nghiệp và nhân hòa hợp mà sinh, lìa ngã ngã sở, nên gọi là hành không. Sao là nhất thiết pháp, bất khả thuyết không? Là tự tính của hết thảy các vọng chấp không thể nói hết, nên gọi là bất khả thuyết không. Sao là đệ nhất nghĩa thánh trí đại không? Là khi được tự chứng thánh trí thì liệt được tất cả tập khí lầm lạc kiến chấp, ấy gọi là đệ nhất nghĩa thánh trí đại không. Sao là bỉ bỉ không? Là cái này không cái kia. Thí như trong giảng đường không có quạ ngựa trâu dê vân vân, ta nói giảng đường kia không, không phải là không có chúng tỳ kheo. Đại huệ, không phải là phòng không có tự tính của phòng, không phải tỳ kheo không có tự tính của tỳ kheo, không phải các nơi khác không có quạ ngựa trâu dê. Này đại huệ, tự tướng cộng tướng của các pháp đều nương nhau mà có, nhưng thực chất là không nên gọi là bỉ bỉ không. Lại nữa, đại huệ, vô sinh là trí thể không sinh, chứ không phải là bất sinh. Trừ khi ở trong định, vì vô sinh nên theo ý nghĩa sâu xa chính là vô tự tính. Đại huệ, hết thảy pháp không tự tính, vì không sát na nào ở yên, vừa trông thấy nó đã đổi khác nên gọi là vô tự tính. Sao là không hai tướng, đại huệ, như sáng tối ngắn dài đen trắng, đều đối đãi nhau mà lập, một mình thì không thành. Đại huệ, không phải ngoài sinh tử có niết bàn, không phải ngoài niết bàn có sinh tử. Sinh tử và niết bàn không phải là hai tướng đối nghịch, như sinh tử và niết bàn, hết thảy pháp đều như vậy, ấy gọi là không hai tướng. Đại huệ này, các tướng không vô sinh, không hai, vô tự tính, ông nên xin tu học. Khi ấy Thế Tôn lại nói bài tụng: ta thường nói pháp không, xa lìa hẳn đoạn thường, sinh tử như huyễn mộng, mà nghiệp cũng không tan, hư không và niết bàn hai diệt cũng như thế, phàm phu vọng phân biệt, thánh giả lìa hữu vô. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại huệ Bồ Tát: đại huệ, tướng không vô sinh, không hai, vô tự tính ấy có thể tìm thấy trong kinh của chư Phật nói. Đại huệ, kinh tùy thuận tâm chúng sinh mà nói, nhưng chân lý không nằm trong lời. Thí như những con thú bị quáng nóng, tưởng thấy nước mà thật không có nước. Những gì các kinh nói cũng thế, chỉ thuận theo phân biệt của ngu phu khiến chúng sinh hoan hỷ, đều không phải là các phát hiện bảy chỗ chứng chân thật của thánh trí. Đại huệ, hãy theo nghĩa, không nên bám vào lời. Đại huệ Bồ Tát bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, trong kinh nói bản tính như lai tạng vốn thanh tịnh, hằng tổn không dứt, không biến dịch, đủ 32 tướng. Ở trong tất cả thân chúng sinh bị quấn trong lớp áo dơ uế của uẩn giới xứ, bị ô nhiễm vì tham nhuế si và sự phân biệt hư vọng, như ngọc vô giá bọc trong áo dơ. Ngoại đạo thì nói ngã là tác giả thường trú, lìa câu na guna đức tự tại bất diệt, như lai tạo mà Thế Tôn dạy, không phải giống như ngã của ngoại đạo sao? Phật dạy: này đại huệ, như lai tạo do ta nói không giống ngã ngoại đạo nói. Đại huệ, như lai dùng các nghĩa tính không, thật tế, niết bàn, bất sinh, vô tướng, vô nguyện, vân vân mà diễn tả như lai tạo, vì muốn ngu phu để sợ hãi đối với vô ngã mà nói pháp môn như lai tạo, vô phân biệt, vô ảnh tượng. Các Bồ Tát vị lai hiện tại không nên do đó mà chấp ngã. Đại huệ, thí như thợ gốm do đất sét, nhân công, nước gỗ mà làm ra các vật dụng, Như Lai cũng thế, vì để giảng dạy pháp môn viễn ly, hết thảy tướng phân biệt vô ngã, mà phải dùng trí tuệ phương tiện khéo, sử dụng các danh từ khác nhau, như khi thì nói Như Lai tạ, khi thì nói vô ngã, vân vân. Đại huệ, ta nói Như Lai tạ là để nhiếp phục ngoại đạo chấp ngã, khiến lìa tà kiến, thâm nhập ba giải thoát, mau chứng vô thượng Bồ Đề. Vì thế, Như Lai tạ mà chư Phật nói không giống với ngã của ngoại đạo, muốn ra lìa tà kiến ngoại đạo, ông nên biết nghĩa Như Lai tạng là vô ngã. Khi ấy Thế Tôn nói bài tụng: quẩn tương tục và người, các duyên và vi trần, thắng tự tại, tác giả đều do tâm phân biệt. Bồ Tát Đại Huệ quán chúng sinh đời vị lai mà hỏi Phật rằng: bạch Thế Tôn, xin vì con nói pháp tu đầy đủ để thành tựu bậc đại tu hành như các Bồ Tát đại hữu tình. Phật dạy:
Đại huệ, Bồ Tát đại hữu tình đủ bốn điều kiện thì thành bậc đại tu hành, ấy là: một, quan sát cảnh tự tâm hiện; hai, sang lìa kiến chấp sinh trú diệt; ba, biết rõ các pháp do tâm sinh vốn không có tự tính; bốn, chuyên cầu tự chứng thánh trí. Nếu các Bồ Tát thành tựu bốn pháp ấy thì gọi là bậc đại tu hành. Đại huệ sao gọi là quán sát cảnh tự tâm hiện? Là quán ba cõi không ngoài tâm, lìa ngã ngã sở, không có hành động tạo tác, không đến đi, chỉ do tập khí chấp trước từ vô thỉ huân thành. Bồ Tát quán sát cảnh tự tâm hiện như thế, đại huệ sao gọi là lìa cái thấy sinh trú diệt? Ấy là quán sát hết thảy pháp như huyễn mộng sinh, không tự sinh, không cộng sinh, không tự tha cùng sinh, chỉ do tự tâm hiện, thấy mọi vật không thực có, thấy các thức không sinh, các duyên không tích tụ, thấy do phân biệt mà có ra ba cõi. Quán sát như thế, hoặc ở trong hoặc ở ngoài, các pháp đều bất khả đắc, biết rõ không có thể tính chân thật, nên xa lìa kiến chấp về sinh, chứng tính như huyễn. Khi ấy, Bồ Tát liền được vô sinh pháp nhẫn, an trú địa thứ 8, hiểu rõ tâm, ý, thức, năm pháp, ba tự tính, hai vô ngã, chuyển thức, sở y, được thân ý sinh. Đại huệ nói, bạch Thế Tôn, sao gọi là thân ý sinh? Đại huệ, thân ý sinh nghĩa là như ý đi rất mau, không bị chướng ngại, gọi là thân ý sinh. Này đại huệ, thí như tâm ý nhớ đến các sự vật đã thấy được trước kia ở cách ngoài vô lượng trăm ngàn do tuần, niệm niệm nối tiếp không dứt, liền đi đến chỗ ấy, không bị thân và sông núi đá tường ngăn ngại. Thần ý sinh cũng thế, được năng lực như huyễn tam muội, thần thông tự tại, các tướng trang nghiêm, nhớ đến lời nguyện thành tựu chúng sinh nên liền đi nhanh như ý mà sinh vào tất cả thánh chúng, ấy gọi là Bồ Tát được xa lìa sinh trú diệt. Đại huệ, sao là quán sát các pháp bên ngoài đều không tính? Ấy là quán hết thảy pháp như ảo tượng, như chiêm bao, như mao lân, do hí luận chấp trước, tập khí hư vọng từ vô thỉ làm nhân. Quán sát tất cả pháp đều thế, rồi chuyên cầu thánh trí tự chứng. Đại huệ, ấy gọi là Bồ Tát đủ bốn pháp thành bậc đại tu hành. Ông nên theo đó siêng năng tu học. Đại huệ Bồ Tát lại bạch, nguyện xin Thế Tôn vì con nói nhân duyên của hết thảy các pháp, khiến con và các Bồ Tát liễu đạt như ấy, sẽ ra biên chấp hữu vô, không vọng chấp các pháp sinh từ tử hay sinh lập tức. Phật dạy, đại huệ, hết thảy các pháp do duyên sinh khởi, có hai thứ duyên trong và ngoài. Ngoài là các duyên như đất sét, nước, gậy, dây, nhân công, vân vân, làm thành cái bình, như bình làm bằng đất sét, hay vải làm bằng sợi tơ, hay tấm thảm làm bằng cỏ, hay mầm sinh từ hạt giống, ra ua sinh từ sữa, tất cả đều như vậy, gọi là duyên bên ngoài. Trong là vô minh, ái nghiệp, vân vân, sinh các pháp uẩn giới xứ ấy, là duyên bên trong. Đây là do ngu phu phân biệt mà thành có. Đại huệ, nhân có 6 thứ: 1. Đương hữu, 2. Tương thuộc, 3. Tướng, 4. Năng tác, 5. Hiển liễu, 6. Quán đãi. Đương hữu là các pháp trong ngoài làm nhân sinh ra quả. Tương thuộc là các pháp trong ngoài làm duyên sinh ra quả. Các chủng tử uẩn vân vân. Tướng là làm cho các tướng không gián đoạn sinh ra quả tương tục. Năng tác là nhân tối thắng để sinh quả như chuyển luân vương. Hiển liễu là khi phân biệt sinh, làm cho cảnh tượng hiện rõ như đèn soi các vật. Quán đãi là khi hoại diệt thì tương tục cũng dứt, không còn sinh vọng tưởng. Đại huệ, đây là do ngu phu tự phân biệt, không phải sinh từ từ, cũng không phải sinh tức khắc. Tại sao? Nếu như sinh tức khắc thì thành ra năng tác và sở tác không khác nhau, không thể tìm tướng nhân của nó. Còn nếu sinh từ từ thì tìm cái thể của nó không được, như chưa sinh con sao gọi là cha. Người lý luận cho rằng vì các nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên, vân vân, sở sinh, năng sinh, lệ thuộc lẫn nhau nên theo thứ tự sinh dần. Lý ấy không vững, đều là vọng tình chấp trước. Đại huệ, dần dần hay tức khắc đều không sinh, chỉ có tâm hiện ra thân, tài sản, vân vân. Ngoài tự tướng, cộng tướng ra không có tính chỉ vì các thức khởi, các kiến tự phân biệt mà thôi. Đại huệ, do đấy ông nên xa lìa các kiến chấp, tiệm sinh hay đốn sinh. Đối với các tướng do nhân duyên hòa hợp thành, khi ấy Đức Thế Tôn nói bài tụng, hết thảy pháp không sinh, lại cũng không có diệt. Trong các thứ duyên kia, phân biệt tướng sinh diệt, không ngăn các duyên hội, diệt cùng sinh như thế, mà phải dứt vọng tình của phàm ngu chấp trước. Hữu vô của duyên sinh đều rốt ráo không sinh. Tập khí mê chuyển tâm, do đó ba cõi hiện, bản lai không vật sinh,
lại cũng không có diệt. Quán các pháp hữu vi đều như hoa đốm sinh, liền năng thủ sở thủ và kiến chấp sai lầm. Không năng sinh sở sinh, lại cũng không nhân duyên, chỉ thuận theo thế tục mà nói có sinh diệt. Quyển 3, chương 2, tiết 3, tu tập hết thảy pháp. Bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì con nói pháp môn tinh yếu của sự phân biệt ngôn thuyết, để con và chư Bồ Tát đại hữu tình biết rõ điều ấy, thông đạt hai nghĩa, năng thuyết sở thuyết, mau thành vô thượng Bồ Đề, khiến các chúng sinh được thanh tịnh đối với hai nghĩa ấy. Phật dạy: Đại Huệ, có bốn thứ ngôn thuyết ấy là: một, lời do tướng; hai, lời do mộng; ba, lời do chấp trước lỗi lầm; bốn, lời do vô thỉ vọng tưởng. Đại Huệ, lời do tướng là lời nói do chấp văn tự và do phân biệt giác tướng. Lời do mộng là lời nói do mộng thấy các cảnh, khi tỉnh nhớ lại không theo cảnh thật có. Lời do chấp trước lỗi lầm là nhớ lại oán thù và những việc đã làm rồi nói. Lời do vô thủy vọng tưởng là lời nói do tập khí vọng chấp từ vô thủy ưa hí luận. Đó là bốn thứ ngôn thuyết. Đại Huệ bạch: Bạch Thế Tôn, xin vì con nói các hành tướng của ngôn ngữ ở nơi nào, vì duyên cớ gì, tại sao khởi phân biệt? Phật dạy: Đại Huệ, do đầu ngực, yết hầu, lỗ mũi, môi răng, lưỡi hòa hiệp khởi ra lời nói. Đại Huệ: Bạch Thế Tôn, ngôn ngữ là khác hay không khác với phân biệt? Phật dạy: Đại Huệ, không khác cũng không không khác. Vì sao phân biệt làm nhân khởi ra ngôn ngữ vậy? Nếu khác thì lời nói không thể làm nhân cho ngôn ngữ, nhưng nếu không khác thì lời nói không thể diễn đạt ý nghĩa. Bởi thế mà nói không khác cũng không không khác. Đại Huệ, Bạch Thế Tôn, lời nói là đệ nhất nghĩa, hay cái được diễn đạt bằng lời là đệ nhất nghĩa? Phật dạy: Không phải lời cũng không phải cái được diễn bằng lời. Vì sao? Đệ nhất nghĩa là cảnh giới an lạc của bậc thánh, không thể chỉ do lời nói mà vào được. Cho nên lời không phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là cảnh mà thánh trí tự chứng ở bên trong, không phải cảnh giới của lời và của trí phân biệt. Lời không thể chỉ rõ cảnh giới ấy. Đại Huệ, lời nói là do nhân duyên sinh, có sinh diệt, dao động, xoay chuyển. Cái gì do duyên sinh và có xoay chuyển thì không thể làm rõ đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa không có tướng tự tha, ngôn ngữ có tướng nên không thể chỉ rõ đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là chỉ có ở tự tâm, mọi tướng bên ngoài đều không, nên ngôn ngữ phân biệt không thể chỉ rõ. Bởi thế, này Đại Huệ, ông nên xa lìa ngôn ngữ phân biệt. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: Các pháp không tự tính, cũng không có ngữ ngôn, không thấy nghĩa không không, nên ngu phu đơn chuyển. Hết thảy pháp không tính, lìa ngôn ngữ phân biệt, các hữu là như huyễn, không sinh tử niết bàn, như vua cùng trưởng giả, vì khiến các con vui. Trước chỉ cái tương tự, sau cho cái như thật. Ta nay cũng như thế, trước nói pháp tương tự, về sau mới tuyên bố pháp tự chứng thật tế. Bồ Tát Đại Huệ bạch: Xin Phật, vì con nói nghĩa lìa nhất dị, cùng không, cùng hữu vô, phi hữu vô, thường vô thường, vân vân, những điều mà các ngoại đạo không thể nói, những cảnh giới của thánh trí tự chứng. Khi hiểu được, con sẽ viễn ly vọng chấp, tự tướng cộng tướng, nhập cảnh giới chân thật đệ nhất nghĩa, tuần tự được các địa vào quả vị Như Lai. Do nguyện lực, con sẽ không cần dụng công mà hiện khắp vô biên cảnh giới như ngọc mani. Vì liễu tri tất cả pháp đều do tự tâm phân biệt, khi được nghe Phật dạy, con và các Bồ Tát đối với những pháp ấy sẽ lìa chấp tự tính, lìa các kiến chấp, tự tướng cộng tướng, mau chứng vô thượng Bồ Đề, khiến chúng sinh được đầy đủ các công đức. Phật dạy: Đại Huệ, hay thay, lành thay, ông vì thương xót chúng sinh mà hỏi ta nghĩa ấy, vì lợi ích nhiều người, vì an lạc nhiều người. Đại Huệ, kẻ phàm phu vô trí, không biết duy tâm, do tập quán hư vọng mà chấp ngoại vật, phân biệt các tính một khác, có không, không có không không, thường vô thường, vân vân. Đại Huệ, như con thú vì cơn khát hành hạ, do bóng nóng mà tưởng tượng nước, mê hoặc chạy theo không biết đấy chẳng phải nước. Kẻ phàm phu cũng vậy, do huân tập hí luận, phân biệt từ vô thì, do ba độc thiêu đốt tâm nên ưa cảnh giới sắc, thấy có sinh trú diệt, chấp thủ pháp trong ngoài, xa vào các chấp trước một khác, vân vân. Đại Huệ, như thành càn thất bà, không phải thành cũng không phải phi thành. Kẻ vô trí vì thói quen chấp trước vào hạt giống thành từ vô thỉ nên tưởng có thành. Ngoài đạo cũng vậy, vì vọng tưởng từ vô thỉ nung nấu nên không hiểu rõ cảnh tự tâm hiện, bám vào các ngôn thuyết một khác, vân vân.
Đại Huệ, thí như có người nằm mộng thấy trai gái, voi ngựa xe, kẻ bộ hành, thành ấp vườn rừng, các thứ trang nghiêm. Khi tỉnh nhớ lại cảnh kia vốn không phải chuyện thật. Đại Huệ, ý ông thế nào? Người như thế có khôn ngoan không? Bạch Thế Tôn, không. Đại Huệ, ngoại đạo cũng thế, rõ kiến, vốn ngấu, không rõ duy tâm, chấp trước các quan niệm một khác, hữu vô, vân vân. Này Đại Huệ, thí như tưởng vẽ không có chỗ cao thấp, kẻ ngu lầm thấy tưởng có cao thấp, các ngoại đạo đời sau cũng vậy, do ác kiến huân tập, vọng tâm tăng trưởng, nên chấp một khác vân vân mà tự hại hại người. Đối với thuyết biệt hữu vô, vô sinh thì xem là chuyện không tưởng. Chúng bài bác nhân quả triệt hết căn lành, nên biết những kẻ phân biệt có không khỏi các tướng tự tha như thế sẽ đọa vào địa ngục. Muốn cầu pháp thủ thắng, ông hãy xa lìa. Đại Huệ, thí như những người đau mắt thấy hoa đốm mau luân bèn gọi nhau, thật là việc hiếm có đẹp tuyệt. Kỳ thật hoa đốm ấy lìa có không thấy và bị thấy, ngoại đạo cũng thế, ác kiến phân biệt một khác cùng không cùng vân vân, phỉ báng chính pháp tự chôn mình chôn người. Đại Huệ, thí như vọng lửa thật không phải vọng, kẻ ngu mới chấp không phải bậc trí. Ngoại đạo cũng thế, vì ác kiến chấp trước một khác cùng không cùng nên khỏi sinh các pháp. Đại Huệ, thí như bọt nước giống ngọc pha lê, kẻ ngu chấp thật chạy theo lượm nhặt, nhưng bọt nước kia vốn lìa ngọc và phi ngọc. Này Đại Huệ, khi thành lập ba lượng, hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng, thì thánh trí tự chứng xa lìa được hai tự tính đi tha biến kế. Đại Huệ, người tu hành khi chuyển được tâm, ý thức, năng thủ, sở thủ, an trú pháp tự chứng ở Như Lai địa thì không khỏi các tưởng có không. Đại Huệ, người tu hành nếu khỏi những chấp hữu vô, tức đã chấp các tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ, giả. Đại Huệ, hết thảy tự tướng và cộng tướng của các pháp đều do hóa thân Phật nói, không phải pháp thân Phật nói. Đại Huệ, hóa thân Phật nói chỉ thuận theo kiến chấp của ngu phu, không phải khai thị pháp lạc tam muội của thánh trí tự chứng. Đại Huệ, thế như trong nước có bóng cây, bóng ấy không phải bóng hay phi bóng, không phải không bóng hay không phi bóng. Ngoại đạo cũng thế, vì ác tà kiến huân tập, không rõ tự tâm hiện nên sinh các phân biệt một khác vân vân. Đại Huệ, thí như gương sáng không phân biệt tùy duyên mà hiện các hình bóng, những bóng kia không phải bóng hay phi bóng mà lại được thấy ra là bóng với phi bóng, là do người ngu phân biệt sinh tưởng về bóng. Ngoại đạo cũng thế, đối các hình bóng do tự tâm hiện lại khởi chấp các tướng một khác cùng không cùng. Đại Huệ, thí như tiếng vang do các âm thanh của gió, nước, người vân vân hòa hiệp mà có, tiếng vang ấy không có cũng không không, vì được nghe như tiếng mà thực không phải tiếng. Ngoại đạo cũng thế, do sự huân tập phân biệt của tự tâm nên khởi các kiến chấp một khác cùng không cùng. Đại Huệ, thí như ở trên đất không có cây cỏ, ánh trời chiếu làm nên những làn sóng nắng, những làn sóng kia không phải có cũng không phải không, vì là đảo tưởng không phải tưởng. Kẻ phàm phu cũng vậy, do tập khí sai lầm từ vô thỉ nên ở trong pháp tính do thánh trí chứng lại có sinh trụ diệt một khác có không cùng không cùng vân vân. Đại Huệ, thí như người gỗ hay thây ma nhờ bùa lực của tỷ xá xà mà cử động chuyển xoay không ngừng, kẻ vô trí xem là thật. Phàm phu ngu si cũng thế, của theo ngoại đạo khởi ác tà kiến vọng chấp một khác vân vân. Bởi thế Đại Huệ, ông nên ở trong pháp tự chứng xa lìa hết thảy phân biệt sinh trụ diệt hữu vô cùng không cùng vân vân. Bây giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: các thức ấm có năm như bóng cây trong nước, cái thấy như huyễn mộng không nên vọng phân biệt, ba cõi như ảo tượng, huyễn mộng và mao luân, hoa đốm. Nếu quán được như thế hoàn toàn được giải thoát, như bóng nắng mùa hè kích động mê loạn tâm, thú khác chấp là nước mà thật không phải nước. Chủng tử thức cũng vậy, chuyển động thấy cảnh giới, như mắt thấy không hoa, ngu phu sinh mê đắm. Từ vô thỉ sinh tử, trói buộc trong chấp trước, nay phải nên xả bỏ, như người bị diệt tần, như vật huyễn như máy, như mây mộng điện chớp, quan sát đời như thế, dứt sạch ba tương tục, trong ấy không có gì, như ảo tượng hư không, biết các pháp như thế, thì hết sở chi chướng, năm ẩn như hoa đốm, không nên vọng phân biệt, chỉ là tên bày đặt, tiểu tướng bất khả đắc, như bức vẽ xòa tóc, như mộng thành nhạc thần, vọng lửa và ảo tượng. Thật không mà thấy có, như vậy thường vô thường, một khác cùng không cùng, do trói buộc vô thỉ. Ngu phu vọng phân biệt, gương sáng mắt pha lê, mani, ngọc đẹp báu, trong đó hiện bóng hình.
kỳ thật không có gì, tâm thức cũng như vậy, hiện khắp các sắc tướng, như mộng, như bóng nước, lại như con thạch nữ. Lại nữa đại huệ, pháp chư Phật nói lìa bốn cú nghĩa là lập bát một khác, cùng không cùng, có không. Đại huệ, pháp Phật lấy tứ đế duyên khởi diệt đạo giải thoát làm đầu, không tương ương với những pháp như thắng tính, tự tại, túc tác, không nhân, tự nhiên, vi trần, vân vân. Đại huệ, pháp Phật nói là để thanh tịnh hai thứ chướng ngại là trí chướng và hoặc chướng, khiến dần an trú trong 108 cú về pháp vô tướng, mà phân biệt rõ các thừa, cũng như thường chủ khéo hướng dẫn người. Lại nữa, đại huệ, có bốn loại thiền. 1. Thiền ngu phu. 2. Thiền quán sát nghĩa. 3. Thiền phan duyên chân như. 4. Thiền như lai. Đại huệ, thiền ngu phu là những người tu hành thanh văn chuyên giác, biết nhân vô ngã, thấy thân mình, thân người chỉ là bộ xương giáp lại, đều là tướng vô thường, khổ bất tịnh. Quán sát như thế, kiên trì không bỏ, dần đạt đến định vô tưởng diệt, ấy là thiền ngu phu. Sao là thiền quán sát nghĩa? Ấy là khi biết rõ nhân vô ngã, trên phương diện tự tướng cộng tướng rồi, còn xa lìa chấp ngoại đạo cho mọi pháp là tự sinh tha sinh. Tự tha sinh thuận theo nghĩa pháp vô ngã của Bồ Tát Địa mà quan sát, ấy là thiền quan sát nghĩa. Sao gọi là thiền phan duyên chân như? Ấy là nếu phân biệt có hai vô ngã, tức là vọng niệm, nếu biết như thật thì niệm kia không khởi, ấy gọi là thiền phan duyên chân như. Sao gọi là như lai thiền? Ấy là pháp lạc tam muội khi vào Phật Địa, an trú trong cảnh giới của tự chứng thánh trí vì chúng sinh mà làm các việc không thể nghĩ bàn. Bây giờ Thế Tôn lại nói bài tụng thiền của hàng ngu phu: thiền quán sát nghĩa tướng, thiền phan duyên chân như, thiền như lai thanh tịnh. Kẻ tu hành trong định quán thấy bóng nhật nguyệt, ba đầu ma thâm hiểm, lửa hư không tranh vẽ, các hình tướng như thế, liền xa pháp ngoại đạo, lại đọa vào cảnh giới thanh văn bích chi Phật, sang lìa tất cả đấy, an trú vô sở duyên, tức có thể thâm nhập tướng như như chân thật. Ở mười phương quốc độ, vô lượng các đức Phật liền đưa tay quang minh mà xoa đầu người ấy. Bấy giờ đại huệ bạch Phật: bạch Thế Tôn, pháp niết bàn mà chư Phật Như Lai nói là những pháp gì? Phật dạy: khi tập khí và tự tính của các thức cùng thái tà kiến của tạng thức, ý và ý thức được chuyển hóa, thì ta và chư Phật gọi đó là niết bàn, tức là cảnh giới tính không của các pháp. Lại nữa, này đại huệ, niết bàn là cảnh giới của thánh trí tự chứng ra lìa đoạn thường hữu vô. Sao gọi là phi thường? Là lìa phân biệt tự tướng cộng tướng. Sao là phi đoạn? Vì đấy là sở hành của hết thảy các bậc tự chứng thánh trí trong cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Lại nữa, đại huệ, đại niết bàn không phải hoại, không phải chết, nếu chết sẽ sinh lại, nếu hoại sẽ thành ra hữu vi. Cho nên niết bàn không hoại không chết, đấy là chỗ những bậc tu hành đạt đến. Lại nữa, đại huệ, niết bàn không xả, không đắc, không đoạn, không thường, không một, không khác, nên gọi là niết bàn. Lại nữa, đại huệ, thanh văn chuyên giác, biết rõ tự tướng, cộng tướng, xa liều huyên náo, không sinh điên đảo, không khởi phân biệt, do đó liền sinh tưởng là niết bàn. Lại nữa, đại huệ, có hai tướng của tự tính, ấy là: một, tướng chấp trước tự tính, ngôn thuyết; hai, tướng chấp trước tự tính, các pháp. Tướng chấp trước tự tính, ngôn thuyết là do chấp trước hí luận và tập khí ngôn thuyết từ vô thỉ mà khởi lên. Tướng chấp trước tự tính các pháp là bởi không biết vạn pháp do tự tâm hiện mà khởi lên. Lại nữa, này đại huệ, chư Phật có hai thứ gia trì để nâng đỡ các Bồ Tát, khiến các Bồ Tát này đảnh lễ chân Phật thỉnh hỏi các nghĩa lý. Hai thứ gia trì ấy là khiến cho Bồ Tát nhập tam muội và hiện thân trước Bồ Tát, đưa tay lấy nước cam lộ dưới đầu. Đại huệ, chư Bồ Tát sơ địa nhờ chư Phật nâng đỡ mà nhập định đại thừa quang minh. Nhập định ấy xong, chư Phật mười phương đều hiện thân trước mặt, nói lời ủy dụ, như trường hợp Bồ Tát Kim Cương Tạng và các đại Bồ Tát khác, những vị đã thành tựu đức tướng. Đại huệ, những Bồ Tát ấy nhập Phật nâng đỡ mà nhập tam muội xong, lại nhờ thiện căn tích tụ từ trăm ngàn đời kiếp mà tuần tự tiến lên các địa, thông đạt được cái gì nên làm, cái gì không nên. Bồ Tát ấy lên bậc Pháp Vân Địa, ở trong cung điện đẹp hình hoa sen lớn, ngồi trên tòa báu được các Bồ Tát đồng hàng vây quanh. Đầu vị ấy đội mão ngọc, thân tỏa ánh sáng như ánh vàng ròng của hoa chiêm bạc, như mặt trăng tròn chiếu hào quang lớn. Chư Phật mười phương duỗi bàn tay hoa sen tới chỗ ngồi của những Bồ Tát này mà dưới đầu với nước cam lộ, như thái tử con vua chuyển luân,
Nhờ được quán đảnh mà được tự tại, những Bồ Tát này cũng thế, ấy là hai thứ gia trì. Các đại Bồ Tát nhờ hai thứ gia trì này mà diện kiến được hết thảy chư Phật. Nếu không nhờ gia trì thì không diện kiến được. Lại nữa, đại huệ các Bồ Tát mà nhập được tam muội hiện thần thông nói pháp, tất cả ấy đều nhờ hai được gia trì của chư Phật. Đại huệ, nếu Bồ Tát lìa sự gia trì của Phật mà thuyết pháp được thì phàm phu cũng có thể nói pháp. Đại huệ, nơi Như Lai đến nhờ được gia trì của Như Lai mà hết thảy núi rừng cỏ cây thành quách cung điện và các nhạc khí đều phô diễn pháp âm, huống chi loài hữu tình, những kẻ điếc mù câm ngọng đều được lìa khổ mà giải thoát. Đại huệ, năng lực gia trì của Như Lai có những tác dụng rộng lớn như vậy. Đại huệ Bồ Tát bạch, vì sao Như Lai phải dùng năng lực gia trì để khiến các Bồ Tát nhập tam muội và đạt các địa vị cao? Phật dạy, này Đại huệ, vì muốn khiến các Bồ Tát xa lìa phiền não và nghiệp, khiến khỏi xa vào hàng thanh văn, khiến mau vào Như Lai địa, khiến tăng trưởng các pháp đã chứng. Này Đại huệ, nếu không có sự nâng đỡ của Như Lai thì các Bồ Tát ấy sẽ xa vào ma cảnh của ngoại đạo, thanh văn không được vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn lại nói bài tụng: Như Lai nguyện thanh tịnh, có lực gia trì lớn ở sơ địa, thập địa cho tam muội dưới đầu. Đại huệ Bồ Tát lại bạch: Bạch Thế Tôn, nghĩa duyên khởi Phật nói là các phép do có sự xúc tác mà sinh khởi, không phải tự sinh khởi. Ngoại đạo cũng nói thắng tính, tự tại, thời, ngã, vi trần, sinh ra các pháp. Như vậy Đức Thế Tôn chỉ dùng danh từ khác chứ ý nghĩa có gì, có khác gì thuyết ngoại đạo? Bạch Thế Tôn, ngoại đạo nói do tác giả mà từ không sinh có. Thế Tôn cũng nói do nhân duyên mà hết thảy pháp vốn không nay sinh, sinh rồi hoàn diệt. Như chỗ Phật nói vô minh duyên hành cho đến lão tử, thuyết này là thuyết không nhân, không phải thuyết hữu nhân. Theo như Thế Tôn dạy, vì cái này có nên cái kia có. Nếu đây là đồng thời tạo thành, không phải kế tục đối đãi nhau thì nghĩa ấy không đúng. Cho nên thuyết của ngoại đạo hay hơn, không phải thuyết của Như Lai hay hơn. Vì sao ngoại đạo nói nhân không do duyên sinh mà có sinh kết quả? Thế Tôn nói quả đối đãi với nhân, nhân lại đối đãi với nhân khác, xoay vẩn như thế thành cái lỗi vô cùng. Lại cái này có nên cái kia có, tức là không nhân. Phật dạy, đại huệ, ta thấu rõ các pháp chỉ do tâm hiện, không năng thủ sở thủ, nên nói vì cái này có nên cái kia có, đây không phải là lỗi không nhân. Đại huệ, nếu không rõ các pháp đều do tâm hiện, cho là có năng thủ sở thủ, chấp trước cảnh ngoài, hoặc có hoặc không, thì đấy là lỗi của kẻ chấp, không phải thuyết duyên sinh của ta. Đại huệ Bồ Tát lại bạch, Thế Tôn đã có ngôn thuyết, tất phải có các pháp. Nếu không có các pháp thì ngôn thuyết do đâu mà khởi? Đại huệ, tuy không có pháp cũng có ngôn thuyết được. Vậy ông không thấy lông rùa sừng thỏ, con của thạch nữ, vân vân, thế gian vẫn nói. Đại huệ, những pháp kia phi có phi không mà cũng có ngôn thuyết vậy. Đại huệ, như chỗ ông nói vì có ngôn thuyết nên có các pháp, luận ấy không thành. Đại huệ, không phải hết thảy các cõi Phật đều có ngôn thuyết chỉ là giả lập. Đại huệ, có cõi Phật trừng mắt mà khai thị pháp, hoặc ra dấu, hoặc nhớ mày, hoặc động con ngươi, hoặc mỉm cười, hoặc ngáp, hoặc tằng hắng, hoặc nhớ nghĩ, hoặc dùng mình, dùng những cách ấy mà khai thị pháp. Đại huệ, trong các cõi Phật, như cõi Bất Thuấn, cõi Diệu Hương, cõi Phổ Hiền, chỉ nhìn chừng không chớp mắt mà khiến các Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn cùng các tam muội thủ thắng. Đại huệ, không phải do ngôn ngữ mà các phép trong thế giới này có ruồi kiến vân vân sâu bọ, tuy không thuyết mà vẫn thành tựu được các công việc của chúng. Thế Tôn lại nói bài tụng: Như sừng thỏ hư không cùng con của thạch nữ, không có mà có lời, pháp vọng chấp cũng vậy. Trong nhân duyên hòa hợp, ngu phu vọng chấp sinh, không khéo rõ như thật nên trôi lăn ba cõi. Khi ấy Đại huệ Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn giải âm thanh là thường còn, do đâu mà nói như vậy? Đại huệ, do nơi vọng pháp mà nói, vì các vọng chấp ấy thánh nhân cũng có, nhưng thánh nhân không điên đảo. Đại huệ, thí như bóng nắng, vòng lửa, tóc rũ, thành cảnh thát bà, mộng huyễn, bóng trong gương, những người vô trí sinh giải thích điên đảo, người có trí thì không, nhưng không phải chúng không hiện. Đại huệ, khi vọng chấp, hy vọng pháp hiện lên có muôn sai ngàn biệt, nhưng không phải vô thường. Vì sao? Vì lìa hữu vô vậy. Sao là lìa hữu vô? Vì hết thảy ngu phu có đủ thứ sai biệt, như nước sông Hằng vừa được thấy vừa được không thấy, ngạ quỷ không thấy nên không thể nói là có, những loại khác thấy nên không thể nói là không. Bậc thánh đối các pháp hư vọng như thế, sao lìa kiến chấp điên đảo? Đại huệ, vọng pháp là thường còn, vì tướng nó không có sai biệt,
không phải các vọng pháp có tướng sai biệt mà vì phân biệt nên có sai khác. Bởi thế nên nói thể của vọng pháp là thường. Đại Huệ, làm sao gọi là được chân thật của vọng pháp? Ấy là bậc thánh đối với vọng pháp không khởi giác điên đảo, không điên đảo. Nếu có một ít lý tưởng nơi vọng pháp, tất không phải là thánh trí. Đấy là lý luận của ngu phu. Đại Huệ, nếu phân biệt vọng pháp là điên đảo, không điên đảo, ấy là thành tựu hai thứ chủng tính, thánh chủng tính, hai phạm thiên chủng tính. Đại Huệ, thánh chủng tính lại có ba, thành văn truyền giác Phật. Đại Huệ, sao gọi là ngu phu phân biệt vọng pháp sinh ra chủng tính thanh văn, ấy là chấp tự tướng cộng tướng. Đại Huệ, sao lại nói ngu phu phân biệt vọng pháp mà thành chủng tính duyên giác, ấy là khi chấp trước tự tướng cộng tướng rồi ra lìa huyên náo. Đại Huệ, sao là người trí phân biệt vọng pháp mà được thành tựu chủng tính Phật thừa, ấy là liễu đạt các pháp đều do tự tâm phân biệt, ngoài tâm không có pháp. Đại Huệ, có những người ngu phân biệt các thứ sự vật của vọng pháp rồi cả quyết thế này với không thế nọ, ấy là thành tựu chủng tính sinh tử. Đại Huệ, các sự vật thuộc vọng pháp kia không phải thị vật cũng không phải phi vật. Đại Huệ, những bậc trí nhờ đã làm một cuộc cách mạng trong tâm ý thức tập khí tà ác ba tự tính ba pháp nên nói các vọng pháp ấy tức là chân như, cho nên nói chân như là tâm giải thoát. Ta nay khai thị rõ ràng nghĩa ấy, lìa phân biệt là lìa hết thảy các phân biệt. Đại Huệ Bồ Tát, bạch Phật, bạch Thế Tôn, cái vọng pháp nói đó là có hay không? Vọng pháp ấy cũng như cái huyễn vốn không có chấp trước, nếu nó có tướng chấp trước thì nó không thể chuyển được, và như vậy tức là lý duyên khởi không khác gì thuyết tác giả sinh của ngoại đạo. Đại Huệ lại nói, nếu các vọng pháp đồng với huyễn tất nó sẽ làm nhân cho những vọng pháp khác. Phật dạy, Đại Huệ, không phải các huyễn sư làm nhân cho vọng hoặc, vì các huyễn không sinh ra cái lỗi lầm, vì các huyễn sự không có tính phân biệt. Đại Huệ, phàm huyễn sự là do bùa chú của người mà sinh, không phải do tập khí lỗi lầm của phân biệt mà sinh, cho nên huyễn sự không sinh lỗi lầm. Đại Huệ, những pháp mê lầm chỉ là chấp trước của tâm kẻ ngu, không phải pháp của bậc thánh. Bấy giờ Thế Tôn nói bài tụng, thánh không thấy vọng pháp, trong đó cũng không thật, vì vọng tức là chân, trong ấy cũng không thật. Nếu ra lìa vọng pháp mà có tướng sinh ra, đấy lại tức là vọng, như lòa chưa thanh tịnh. Lại nữa, Đại Huệ, huyễn không phải là không, vì nó tương tự với không huyễn nên nói tất cả pháp đều như huyễn. Đại Huệ nói, bạch Thế Tôn, có phải do sự chấp trước các huyễn tướng mà nói hết thảy pháp như huyễn, hay vì do nơi các tướng điên đảo của sự chấp trước ấy mà nói như huyễn? Bạch Thế Tôn, không phải hết thảy các pháp đều như huyễn cả. Vì sao? Thế các sắc tướng không có gì là không nhân. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy đều không do nhân mà hiện các sắc tướng thì các tướng ấy mới như huyễn. Vậy nên bạch Thế Tôn, không thể nói do chấp trước các huyễn tướng mà nói hết thảy pháp đều tương tự với huyễn. Phật dạy, Đại Huệ, không phải do chấp các huyễn tướng mà nói hết thảy pháp như huyễn. Đại Huệ, vì hết thảy pháp không thật mau diệt như làn chớp nên nói là như huyễn. Đại Huệ, thí như làn chớp vừa thấy đã mất, phàm phu ở thế gian đều thấy cũng thế, tất cả pháp đều do tự tâm phân biệt tự tướng cộng tướng mà ra, vì không biết quan sát thật ra không có gì mà lại vọng chấp các sắc tướng. Khi ấy Thế Tôn nói bài tụng, hư huyễn không tương tự, cũng không có các pháp không thật mau như chớp nên biết là như huyễn. Bồ Tát Đại Huệ lại bạch, bạch Thế Tôn, như Phật nói trước kia hết thảy pháp đều không sinh, này lại nói như huyễn, có phải là trước sau nói có mâu thuẫn nhau chăng? Đại Huệ, không mâu thuẫn. Vì sao? Ta biết rõ chỗ sinh chính là vô sinh, chỉ vì tự tâm thấy ra như thế, tất cả pháp ngoài, hoặc có hoặc không đều thấy là vô sinh, vì chúng vốn không sinh. Đại Huệ, vì muốn ra lìa thuyết cho nhân sinh của ngoại đạo, nên ta nói các pháp không sinh. Đại Huệ, ngoại đạo thi nhau chấn hương tả kiến, nói do có không sinh ra các pháp, không cho là do chính sự chấp trước phân biệt của mình. Đại Huệ, ta nói các pháp không có vô sinh, nên gọi là vô sinh. Đại Huệ, khi nói các pháp có là vì muốn khiến các đệ tử biết do nghiệp có sinh tử để ngăn ngừa đại kiến cho rằng không có gì cả. Đại Huệ, Như Lai nói các tướng như huyễn là để khiến lìa chấp cho rằng các tướng có tự tính vì phàm phu sa đọa và ác kiến tham dục. Không rõ các pháp đều do tự tâm hiện vì muốn chúng lìa chấp trước, và các tướng do nhân duyên sinh khởi nên nói các pháp như huyễn như mộng.
Các người ngu chấp trước ác kiến, lừa dối mình người không thể thấy rõ chỗ như thật trú của hết thảy pháp. Đại huệ, chỗ thấy như thật trú của hết thảy pháp nghĩa là hiểu rõ do tâm hiện. Bây giờ Thế Tôn nói bài tụng, không tác nên không sinh, có pháp có sinh tử, hiểu rõ thảy đều huyễn, đối tướng không phân biệt. Lại này đại huệ, này ta sẽ nói tướng trạng của danh cú văn. Các Bồ Tát quán tướng ấy hiểu rõ nghĩa sẽ mau thành tựu vô thượng Bồ Đề, lại có thể khai ngộ cho hết thảy chúng sinh. Đại huệ, danh thân là gì? Ấy là do sự đặt tên, tên tức là thân nên gọi là danh thân. Cú thân có khả năng làm rõ nghĩa quyết định rốt ráo, văn thân là từ đó mà thành tên gọi và câu văn. Lại này đại huệ, cú thân là sự đầy đủ ý nghĩa diễn đạt trong một câu. Danh thân là tên của các chữ khác nhau, như từ chữ A đến chữ H. Văn thân là dài ngắn cao thấp. Lại cú thân là như dấu chân người, xúc vật, vân vân, để lại trên ngã tư đường. Danh là thuộc vào bốn uẩn vô hình nên dùng tên gọi. Văn là tự tướng của danh, vì nhờ văn mà rõ. Ấy là thần của danh cú văn, ông hãy tu tập tướng của danh cú văn ấy. Rồi Thế Tôn nói bài kệ, thân của chữ và câu cùng thân vần sai khác, phàm phu chấp vào đấy như voi sa bùn sâu. Lại nữa đại huệ, trong đời vị lai có những hạng tà trí theo lối ngu ác, lìa pháp như thật, vì thấy các tướng một khác cùng không cùng. Khi được người trí hỏi thì họ đáp, hỏi thế này không đúng, sắc vân vân và vô thường là một hay khác. Cũng thế niết bàn và các uẩn, tướng sở tướng, y sở y, tạo sở tạo, kiến sở kiến, đất vi trần, trí và kẻ trí là một hay khác. Các câu hỏi như thế về những tướng sai khác của hiện hữu nối tiếp nhau, dựa từ vấn đề này đến vấn đề khác không cùng tận. Những người bị hỏi về những vấn đề không thể nói như thế sẽ trả lời rằng Đức Như Lai đã gạt qua một bên những vấn đề đó cho là bất khả thuyết. Tuy nhiên, những người mê lầm kia không thể hiểu ý nghĩa những gì họ nghe từ Phật vì họ thiếu trí giác. Các Đức Như Lai chính đẳng giác không giải thích những việc ấy cho tất cả bởi vì muốn cho chúng khỏi kinh sợ. Đại huệ, không nói những điều bất thuyết là vì muốn cho những người ngoại đạo ra khỏi tà kiến về tác giả. Đại huệ, ngoại đạo chấp có tác giả bảo rằng mạng với thân là một hay khác, những lời như vậy gọi là lời vô ký. Các việc không thể diễn đạt mà ngoại đạo nói không phải là giáo lý ta, để năng thủ sở thủ không khỏi phân biệt, sao có sự gạt sang một bên. Này đại huệ, nếu có chấp năng thủ sở thủ, tức không hiểu mọi vật đều do tự tâm thấy, nên gạt sang một bên. Đại huệ, chư Phật Như Lai dùng bốn ký luận để nói pháp cho chúng sinh. Đại huệ, có những luận ta sẽ nói vào một thời khác, vì căn cơ chúng sinh chưa thuần thục nên chưa nói. Lại, này đại huệ, vì sao hết thảy pháp không sinh, vì liền năng tác sở tác không có tác giả? Vì sao hết thảy pháp không tự tính? Vì bậc thánh, chứng, trí, quán tự tướng và cộng tướng đều không thể có. Vì sao hết thảy pháp không đến đi? Vì các tự tướng, cộng tướng không từ đâu đến cũng không đi đến đâu. Sao lại hết thảy pháp không diệt? Vì hết thảy pháp không tính, tướng bất khả đắc. Vì sao nói hết thảy pháp vô thường? Vì các tướng khởi lên đều có đặc tính vô thường. Vì sao nói hết thảy pháp thường? Vì các tướng khởi tức không khởi, không có gì cả. Cái tính vô thường vốn thường, nên ta nói hết thảy pháp thường. Rồi Thế Tôn nói bài tụng, nhất hướng và phản vấn, phân biệt cùng đáp thẳng. Bốn cách nói như thế phá phục các ngoại đạo, số luận và thắng luận, nói sinh từ có không. Các thứ thuyết như vậy tất cả đều vô ký, vì khi trí quan sát thể tính chúng không có. Bất cả thuyết như vậy nên nói không tự tính. Khi ấy Bồ Tát Đại Huệ bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn, vì con nói về bậc Tu Đà Hoàn và những đặc tính của quả vị ấy, con và các Bồ Tát đại hữu tình nhờ nghe nghĩa ấy sẽ biết rõ các phương tiện để chứng những quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Biết nghĩa ấy rồi, con sẽ dễ nói lại cho chúng sinh, khiến chúng chứng được hai vô ngã, trừ sạch hai chướng ngại, dần thông đạt đặc tính các địa, được cảnh giới trí tuệ không nghĩ bàn của Như Lai như ngọc ma đi nhiều màu, khiến các chúng sinh đều được lợi ích. Phật dạy, đại huệ hãy lắng nghe, ta sẽ nói. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Đại huệ, bậc Tu Đà Hoàn và Tư Đà Hàm có ba cấp bậc khác nhau, là hạ, trung, thượng. Bậc hạ là còn sinh lại trong các cõi 7 lần, bậc trung còn sinh 3 lần, 5 lần, bậc thượng thì ngay đời này đã nhập Niết Bàn. Đại huệ, ba hạng người ấy đã cắt đứt ba món kết sử là thân kiến, nghi, giới, cấm thủ.
lần lần tiến lên đắc quả a la hán. Đại huệ thân kiến có hai loại, ấy là câu sinh và phân biệt. Phân biệt thân kiến là như do duyên khởi có vọng chấp về ba cõi. Đại huệ thì như do tính duyên khởi mà sinh các chấp trước vào vọng kế, tưởng tượng sai lầm. Các pháp ấy chỉ là tướng do phân biệt sai lầm sinh ra, chúng lìa hữu và vô, cũng không phải là cũng có cũng không. Kẻ phàm phu ngu si chấp cả những con thú khác tưởng tượng ra nước. Đại huệ đây là kiến chấp về một cái ngã riêng biệt mà do không có trí tuệ, vì ấy đã tích tập từ lâu đời, đến khi thấy được nhân vô ngã thì xa lìa được. Đại huệ câu sinh thân kiến là quan sát khắp thân mình và thân người, các tướng uẩn vô sắc như thọ tưởng vân vân, và sắc do tứ đại tạo, các đại ấy làm nhân cho nhau nên không có cái gọi là sắc uẩn. Quán như vậy rồi thấy rõ quan niệm hữu vô là một quan niệm phiến diện về chân lý, liền xa lìa hữu vô, vì đã xả thân kiến nên không sinh tham dục, đó gọi là tướng thân kiến. Đại huệ nghi tướng là khi rõ thấy tướng các pháp sở chứng, và khi hai kiến chấp và phân biệt thân nói trên đã đoạn trừ thì không còn sinh hoài nghi gì đối với chính pháp của Phật, lại cũng không có ý tưởng theo một bậc thầy nào khác vì phân biệt tịnh bất tịnh, đấy gọi là nghi tướng mà bậc dự lưu từ bỏ được. Đại huệ vì sao Tu Đà Hoàn không giữ giới cấm? Vì đã thấy rõ tướng khổ của mọi chỗ thọ sinh cho nên không giữ giới, là vì kẻ phàm phu ngu tham chấp dục là thế tục ở trong các cõi cho nên mới khổ hạnh giữ giới, nguyện sinh vào các cõi vui. Bậc Tu Đà Hoàn không giữ tướng ấy chỉ vì cầu chứng được pháp vô lậu, vô phân biệt, rất thù thắng mà tu hành các giới phẩm, ấy gọi là tướng giới cấm thủ. Đại huệ bậc Tu Đà Hoàn xả ba kết nên lìa tham sân si. Đại huệ Bồ Tát bạch: tham có nhiều món, xả những món tham nào? Đại huệ xả các tham dục triền miên về nữ sắc, vì thấy rõ cái vui hiện tại sẽ sinh các khổ về sau, lại vì đã được pháp lạc tóc muội thủ thắng nên xả cái tham ấy, không phải xả cái tham niết bàn. Đại huệ sao gọi là quả Tư Đà Hàm? Ấy là vì không rõ tướng của sắc, khởi phân biệt về sắc, khi hy sinh trở lại một lần trong đời, khéo tu các thiền định rất các khổ mà thực hiện niết bàn, ấy gọi là Tư Đà Hàm. Đại huệ sao gọi là quả A Na Hàm? Ấy là cũng thấy hữu vô của các sắc tướng quá khứ hiện tại vị lai, nhưng các phân biệt lỗi lầm không do mắt mà khởi, vĩnh viễn ra liền các ràng buộc không trở lại, ấy gọi là A Na Hàm. Đại huệ A La Hán ấy là đã thành tựu tất cả thiền tam muội, giải thoát các lực thần thông, đã dứt trừ vĩnh viễn các phiền não khổ phân biệt, ấy gọi là A La Hán. Đại huệ bạch: bạch Thế Tôn, A La Hán có ba hạng là một mực cầu tịnh, thối nguyện bồ đề do Phật biến hóa, đây Phật muốn dạy A La Hán nào? Đại huệ: đây là nói về hạng A La Hán cầu tịch diệt, không phải hai hạng kia. Này đại huệ, hai hạng kia là những người đã phát nguyện thực hành phương tiện thiện xảo, và những người muốn trang nghiêm hội chúng của Phật mà hóa sinh. Này đại huệ, họ ở chỗ hư dối mà nói các pháp, nghĩa là họ đã lìa các việc như chứng quả thiền, thiền giả cùng các bậc thiền. Và vì biết rằng thế giới này không gì khác hơn là do tâm thấy, họ giảng về quả đạt được cho tất cả chúng sinh. Này đại huệ, nếu Tư Đà Hoàn nghĩ thế này, ta đã lìa các trói buộc, như vậy tức có hai lỗi, lỗi xa vào ngã kiến và lỗi không đoạn các trói buộc. Lại nữa, này đại huệ, nếu vượt khỏi các bậc thiền, các món vô lượng và vô sắc giới, thì hãy xa lìa các tướng do tự tâm thấy. Đại huệ, diệt tưởng định và diệt thọ định, không thể siêu việt được cảnh do tự tâm thấy và vẫn chưa lìa được tự tâm vậy. Thế Tôn lại nói bài tụng: các thiền cùng vô lượng, vô sắc tam ma đề, cùng định diệt tưởng thọ, ngoài tâm không thể có quả dự lưu nhất lai, bất hoàn A-la-hán. Các thánh nhân như thế đều nương cộng tâm có, thiền giả duyên nơi thiền, dứt hoặc thấy chân thường, đấy đều là vọng tưởng, biết rõ tất giải thoát. Lại này đại huệ, có hai món giác trí, ấy là một trí quán sát và hai trí thủ tướng phân biệt chấp trước kiến lập. Trí quán sát là quán hết thầy pháp lìa bốn câu bất khả đắc. Bốn câu là gì? Ấy là một khác, câu bất câu, hữu vô, thường vô thường. Lìa bốn trường hợp ấy về các pháp gọi là lìa hết thầy pháp. Đại huệ, ông nên tu học quán các pháp như thế. Sao gọi là trí thủ tướng phân biệt chấp trước kiến lập? Ấy là đối với các đại cứng, ẩm, ấm, động, bám giữ tướng chấp trước hư không, vọng phân biệt, dùng tôn, nhân, dụ mà vọng cho là có, ấy là trí thủ tướng phân biệt chấp trước kiến lập. Đấy là hai món tướng giác trí. Bậc Bồ Tát đại hữu tình biết các tướng ấy của trí,
liền có thể thông đạt nhân pháp điểm vô ngã, dùng trí vô tướng theo quan sát các địa giải và thành, nhập vào sơ địa được 100 thứ định, dùng tam muội thủ thắng thấy được trăm Phật trăm Bồ Tát, biết các chuyện trước và sau 100 kiếp, hào quang chiếu sáng 100 cõi Phật, khéo rõ biết tướng của các địa vị cao tột, dùng nguyện lực thủ thắng mà biến hiện tự tại đến cõi pháp vân, được Phật quán đảnh vào các cõi Phật theo 10 nguyện vô tận mà giáo hóa chúng sinh được thành tựu, làm các sự ứng hiện không ngừng mà vẫn thường an trú trong pháp lạc tam muội thủ thắng của cảnh giới thánh trí tự chứng. Lại nữa, đại huệ Bồ Tát đại hữu tình nên rõ biết các sắc do tứ đại tạo. Rõ biết thế nào? Đại huệ Bồ Tát đại hữu tình nên quán thế này: các đại chủng kia thật ra vốn không sinh, vì bao cõi chỉ là phân biệt, chỉ có tâm hiện không có ngoại vật. Quán sát như thế liền xa lìa tính của các sắc do tứ đại tạo, vượt ngoài tứ cú, lìa ngã ngã sở, an trú chỗ như thật, thành tựu tướng vô sinh. Đại huệ, các đại chủng kia làm sao tạo sắc? Đại huệ, ấy là đại chủng do hư vọng phân biệt cho là ướt, nảy sinh ra nước bên trong và bên ngoài. Đại chủng được phân biệt là mãnh liệt, sinh ra lửa bên trong và ngoài. Đại chủng phân biệt là động, sinh ra gió trong và ngoài. Đại chủng được cho là phân đoạn các hình sắc, sinh ra đất và không gian bên trong và ngoài. Lìa hư không do chấp trước các tà đế nên có sự nhóm họp của năm uẩn, sinh ra các đại chủng và các sắc do đại chủng tạo. Đại huệ, thức là do sự chấp trước cảnh giới và ngôn thuyết làm nhân khởi ở các cõi tiếp nối thọ sinh. Đại huệ, các đại tạo sắc vân vân được cho là có các đại chủng làm nhân, tuy nhiên những đại chủng này là phi hữu, bởi vì đại huệ về những vật có hình tướng, chỗ ở, tác dụng vân vân, người ta có thể nói chúng do sự phối hợp của nhiều phần tử sinh quả khác nhau, nhưng về những sự vật không hình tướng đặc biệt thì không thể nói. Bởi lẽ ấy, đại huệ, những đại chủng và sở tạo sắc đều là phân biệt của ngoại đạo, không phải thuyết của ta. Lại nữa, đại huệ, nay ta sẽ nói thể tướng của năm uẩn là do sắc thọ tưởng hành thức. Đại huệ, sắc là bốn đại và sở tạo sắc, những thứ này tướng đều khác nhau. Thọ vân vân không có sắc, đại huệ, nhưng các uẩn vô sắc không thể đếm được có bốn vì nó như hư không. Đại huệ, vì như hư không vượt ngoài số đếm và tướng, nhưng do phân biệt mà nói đây là hư không. Các uẩn vô sắc cũng thế, lìa số đếm và tướng, lìa hữu vô, vân vân, bốn cú. Số đếm là do phản phu nói, không phải thánh giả, các bậc thánh chỉ nói như huyễn làm ra, giả lập lìa khác và không khác, như mộng với bóng không có tướng riêng biệt. Vì không hiểu cảnh giới của thánh trí, nên thấy có các uẩn phân biệt trước mắt, ấy là tướng tự tính của các uẩn. Đại huệ, những phân biệt như vậy, ông nên xa lìa. Xa lìa đó rồi liền nói các pháp tịch diệt thanh tịnh, được pháp vô ngã, nhập viễn hành địa, thành tựu vô lượng tam muội tự tại, được thân ý sinh, các định như huyễn, các lực thần thông tự tại, đều đầy đủ như đất lớn lợi ích khắp quần sinh. Lại này đại huệ, niết bàn có bốn thứ. Bốn thứ ấy là gì? Ấy là niết bàn các pháp tự tính vô tính, niết bàn các tướng tính vô tính, niết bàn giác tự tướng tính vô tính, niết bàn đoạn tự tướng cộng tướng các uẩn. Đại huệ, bốn thứ niết bàn này là nghĩa của ngoại đạo, không phải do ta nói. Đại huệ, điều ta nói là các thức phân biệt nóng vân vân diệt gọi là niết bàn. Đại huệ Bồ Tát bạch: Bạch Thế Tôn, vậy chớ Thế Tôn không lập có tám thức đấy hay sao? Ta có lập, nếu đã lập thì sao? Chỉ nói ý thức diệt mà không nói bảy thức kia diệt. Đại huệ, do ý thức làm nhân cùng các sở duyên mà sinh bảy thức kia. Đại huệ, khi ý thức phân biệt khỏi chấp trước, liền sinh các tập khí nuôi dưỡng tạng thức, mạt na thức cùng ngã, ngã sở mà nó chấp trước tính toán đều nương tạng thức mà có, không có thể tướng riêng biệt. Tạng thức làm nhân và duyên của nó chấp trước các cảnh giới do tự tâm hiện, nên toàn thể hệ thống tâm thức đắc đổi làm nhân lẫn nhau. Đại huệ, thí như sóng biển, cảnh do tự tâm hiện cũng bị ngọn gió cảnh giới thổi mà có ra sinh diệt. Bởi thế khi ý thức diệt, thì bảy thứ kia cũng diệt. Bấy giờ Thế Tôn nói bài tụng: Ta không chấp tự tính cùng các tướng đã làm hết phân biệt cảnh giới, thế gọi là niết bàn. Ý thức nhân của tâm, tâm làm nhân sở duyên cho cảnh giới của ý, các thức từ đó sinh, như thác nước tuôn chảy, sóng lớn tất không khỏi. Cũng thế ý thức diệt thì các thức không sinh. Lại nữa đại huệ, ta sẽ nói tướng sai biệt của tự tính vọng kế, khiến ông và các Bồ Tát biết nghĩa ấy mà vượt ngoài các vọng tưởng chứng cảnh giới của thánh trí,
biết được các pháp ngoại đạo, xa lìa phân biệt, năng thủ sở thủ, đối với các tướng y tha khởi, không còn sinh bám víu vọng chấp. Đại huệ, sao gọi là những tướng sai biệt của vọng kế, ấy là phân biệt ngôn thuyết, phân biệt sở thuyết, phân biệt tướng, phân biệt tài, phân biệt tự tính, phân biệt nhân, phân biệt kiến, phân biệt lý, phân biệt sinh, phân biệt bất sinh, phân biệt tương thuộc, phân biệt phược giả. Đại huệ, ấy là các tướng sai biệt của vọng kế. Sao là phân biệt ngôn thuyết, ấy là chấp trước các tiếng lời hay đẹp. Sao là phân biệt ý nghĩa, là chấp rằng thật có những sự vật như đã được nói ra, cho rằng đây là cảnh mà thánh trí đã chứng và theo đó mà nói. Ấy là phân biệt sở thuyết ý nghĩa, sao gọi là phân biệt tướng, ấy là chấp vào các sự vật đã được diễn đạt như con thú khác tưởng tượng ra nước. Phân biệt các tướng cứng ẩm ấm động, ấy là phân biệt tướng. Sao gọi là phân biệt tài, là bán giữ các thứ tiền tài vàng bạc vân vân, các thứ báu vật mà nói ra ngôn tình thuyết, mà nói ra ngôn thuyết. Sao là phân biệt tự tính, ấy là dùng ác kiến mà phân biệt như thế này, đây là tự tính nhất định không phải những cái khác. Sao gọi là phân biệt nhân, là đối với nhân duyên khởi phân biệt có không. Sao là phân biệt kiến, ấy là sự chấp trước ác kiến của ngoại đạo, chấp có không, khác không khác, cùng không cùng, vân vân. Sao là phân biệt lý, ấy là chấp có tướng ngã ngã sở mà sinh ngôn thuyết. Sao là phân biệt sinh, ấy là kẻ các pháp hoặc có hoặc không do nhân duyên mà sinh. Sao là phân biệt bất sinh, ấy là chấp rằng tất cả bản lai không sinh. Sao gọi là phân biệt tương thuộc, ấy là đây và đó ý cứ vào nhau, hỗ tương hệ thuộc như vàng và dây vàng. Sao là phân biệt phược giải, ấy là chấp do có cái trói buộc mà có cái bị trói buộc, như dùng sợi dây mà cột rồi lại mở, ấy là phân biệt trói mở. Đại huệ, đấy là những tướng sai biệt của vọng kế. Hết thầy phạm ngu đều chấp trước vào đó, hoặc chấp có hoặc chấp không. Đại huệ, ở nơi pháp duyên khởi chấp các tự tính vọng kế, như thấy những huyễn vật khác nhau mà phân biệt vật này huyễn, vật kia khác với huyễn. Đại huệ, huyễn và các vật không phải một cũng không phải khác. Nếu khác thì huyễn không làm nhân cho các sự vật, nếu là một thì huyễn và các vật đáng lẽ không khác nhau, nhưng vì có khác nên biết không phải là một. Đại huệ, ông và các Bồ Tát không nên do huyễn mà sinh chấp trước hữu vô. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: tâm bị cảnh trói buộc, do đó có giác tướng, nơi vô tướng cao thượng, trí tuệ bình đẳng sinh. Theo vọng kế thì có, theo duyên khởi tất không. Vọng kế tức mê hoặc, duyên khởi lìa phân biệt. Các thứ phân biệt sinh để huyễn không thành tựu, các tướng trạng chỉ hiện, vọng phân biệt không chân. Các tướng ấy là lỗi do tâm trói buộc sinh, kẻ vọng chấp không hiểu phân biệt pháp duyên khởi. Các tính vọng kế ấy đều tức là duyên khởi. Vọng kế có nhiều loại, trong duyên khởi phân biệt thế tục đệ nhất nghĩa, thứ ba không nhân sinh. Vọng kế là thế tục, dứt vọng tức thánh cảnh. Như kẻ tu quán hạnh, nơi một hiện các tướng, kỳ thật không có gì. Tướng vọng kế cũng vậy, như mắt bị đau màn, vọng tưởng thấy các màu, màu không sắc phi sắc, không hiểu duyên khởi vậy. Như vàng lìa cấu bẩn, như nước lìa bùn dơ, như hư không không mây, sạch vọng tưởng cũng thế. Vọng chấp vốn là không, theo duyên khởi thì có kiến lập và bác bỏ, đều do phân biệt sinh. Nếu không tính vọng kế mà có các duyên khởi, không pháp mà có pháp, pháp có từ không sinh, do nhân nơi vọng kế mà có các duyên khởi, tướng nên thường theo nhau mà sinh ra vọng kế. Vì duyên khởi nước vọng rốt ráo không thật có, khi thanh tịnh hiển bày gọi là đệ nhất nghĩa. Vọng kế có 12, duyên khởi có 6 thứ, cảnh tự chứng chân như thì không có sai biệt. Chân lý là 5 pháp cùng với 3 tự tính, người tu hành quán đấy không làm trái chân như. Do nơi tướng duyên khởi vọng chấp các thứ danh, tướng các vọng kế kia có ra từ duyên khởi. Trí tuệ khéo quan sát, không duyên không vọng kế, trong chân như không vật, làm sao phân biệt sinh. Trí viên thành nếu có, tất phải lìa hữu vô, đã sang lìa hữu vô, làm sao có hai tính. Vọng kế thành hai tính, hai tính do an lập, phân biệt thấy các tướng thanh tịnh là thánh hạnh. Các tướng của vọng kế trong duyên khởi phân biệt, nếu phân biệt pháp thế là sa luận ngoại đạo. Vì cái thấy sai lầm, vọng chấp vào cảnh vọng,
để hai thứ trước ấy gọi là pháp chân thật. Đại huệ Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin vì con nói các hành tướng tự chứng thánh trí và hành tướng của nhất thừa, con và các Bồ Tát được hiểu rõ chỗ ấy sẽ không còn tùy kẻ pháp mà giác ngộ. Phật dạy: Ông hãy nghe kỹ, ta sẽ nói cho. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Đại huệ Bồ Tát đại hữu tình yên nơi thánh giáo không phân biệt, nên ở một mình chỗ vắng lặng tu quán nội tâm, không do kẻ khác mà ngộ, lìa kiến phân biệt, dần tiến lên Phật địa. Tu hạnh như thế gọi là hành tướng của tự chứng thánh trí. Sao gọi là hành tướng của nhất thừa? Ấy là chứng được đạo nhất thừa vậy. Sao gọi là biết đạo nhất thừa? Là lìa phân biệt năng thủ sở thủ, an trú trong như thật. Đại huệ, đạo nhất thừa này ngoài Như Lai, ngoại đạo, nhị thừa, phạm vương, vân vân không thể đạt đến. Bạch Thế Tôn: Vì sao nói có ba thừa mà không nói một thừa? Đại huệ, vì thanh văn duyên giác không có pháp để tự niết bàn, nên ta không nói một thừa. Vì những kẻ kia thường đương theo lời Như Lai dạy mà hàng phục xa lìa, nhờ tu hành như vậy mà được giải thoát, không phải tự chứng đắc. Lại những người kia chưa thể trừ được chướng ngại của trí và tập khí của nghiệp, chưa giác ngộ được pháp vô ngã, chưa thoát khỏi bất tư nghị biến dị tử, cho nên ta nói có ba thừa. Nếu những kẻ kia hay trừ được hết các tập khí lỗi lầm, giác ngộ pháp vô ngã, liền xa lìa sự mê say trong định để giác ngộ cảnh giới vô lậu, ở trong các cảnh giới vô lậu cao thượng xuất thế gian mà tu các công đức đầy đủ các phương tiện, được pháp thân tự tại không thể nghĩ bàn. Bây giờ Thế Tôn nói bài tụng thiên thừa cùng phạm thừa, thanh văn duyên giác thừa, chư Phật Như Lai thừa, các thừa mà ta nói nếu còn chứa tâm khởi, các thừa chưa rốt ráo, khi tâm bị chuyển diệt không có thừa, thừa giả xe vào người ngồi xe không có thừa độc lập, nên ta gọi nhất thừa. Vì nhiếp phục kẻ ngu nói các thừa sai biệt, giải thoát có ba thứ là lìa các phiền não cùng với pháp vô ngã, trí bình đẳng giải thoát, thí như gỗ trong nước theo làn sóng bồng bềnh. Tâm thanh văn cũng thế, bị gió tưởng thổi động, tuy hết khởi phiền não, tập khí kia vẫn chuyển say vì rượu tam muội, chấp trước cảnh vô lậu, không phải được cứu cánh, lại cũng không thối chuyển được thân tam muội rồi, hết kiếp vẫn chưa tỉnh như người say bí tỉ, nhà rượu liền tỉnh ngộ, thanh văn cũng như vậy, giác rồi sẽ thành Phật. Quyển 4 chương 3 vô thường tiết 1. Bấy giờ Phật bảo Đại Huệ Bồ Tát đại hữu tình: Này, ta sẽ vì ông nói các tướng sai biệt của thân do ý sinh, ông hãy nghe kỹ, khéo suy nghĩ. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Này Đại Huệ, thân do ý sinh có ba loại, ấy là: một, nhập tam muội ý sinh thân, là thân do nhập pháp lạc tam muội mà thành. 2, giác pháp tự tính ý sinh thân, là do thân biết rõ tự tính các pháp mà thành. 3, chủng loại câu sinh vô tác hành ý sinh thân, là thân sinh ra theo đủ các loại nhưng không có tác hành. Các bậc tu hành nhập sơ địa rồi dần chứng được các thân ấy. Đại huệ, sao gọi là thân do nhập pháp lạc tam muội thành? Ấy là ở các địa thứ 3, 4, 5 không tam muội để hết thảy phân biệt, tâm tịch nhiên bất động, biển tâm không khởi sóng chuyển thức, hiểu rõ các cảnh tượng đều do tâm hiện, thật ra không có gì, ấy là thân do nhập pháp lạc tam muội mà sinh. Sao là thân do pháp tự tính? Ấy là ở địa thứ 8, liễu tri các pháp như huyễn, không tướng, tâm chuyển các thức sở y, an trú định như huyễn và các định khác, có thể hiện vô lượng thần thông tự tại. Như hoa nở, màu như ý khởi, như huyễn như mộng, như bóng như hình, không phải do tứ đại tạo, mà giống như do tứ đại tạo, các sắc tướng trang nghiêm đầy đủ vào khắp các cõi Phật. Hiểu rõ tự tính các pháp, ấy cũng là thân do giác ngộ tự tính các pháp mà sinh. Sao gọi là thân chủng lại câu sinh vô tác hành? Ấy là hiểu rõ tướng các pháp do chư Phật chứng đắc. Đại huệ, ông nên siêng quan sát ba loại thân ấy. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: Đại thừa, ta không thừa, không tiếng cũng không lời, không chân lý giải thoát, cũng không cảnh vô tướng, nhưng thừa ma ha diễn, tam ma đẻ tự tại, các loại thân ý sinh, hoa tự tại, trang nghiêm. Đại huệ lại bạch Phật, bạch Thế Tôn: Như Thế Tôn nói có năm nghiệp vô gián, năm nghiệp ấy là gì? Mà nếu làm thì đọa liền vào tỳ địa ngục. Ông hãy nghe, ta sẽ nói cho. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Làm tội vô gián là giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, phá hòa hiệp tăng, ôm lòng ác độc, gây đổ máu thân Phật. Đại huệ, sao gọi là mẹ chúng sinh? Ấy là ái dục đưa đến sinh sản cùng ham vui, vân vân.
đều như mẹ nuôi dưỡng tất cả. Cha là gì? Là vô minh, khiến sinh và xấu xóm làng, dục giới. Các đức hai của gốc ấy gọi là giết cha mẹ. Sao là giết A-la-hán? Ấy là các tùy miên xem như kẻ thù, như độc của chuột sinh. Tận diệt chúng gọi là giết A-la-hán. Sao là phá hòa hiệp tăng? Là các tướng khác nhau của các uẩn nhóm họp, đạn trừ chúng gọi là phá hòa hiệp tăng. Sao gọi là ác tâm gây đổ máu thân Phật? Là thân tám thức vọng sinh, tư duy hiểu biết, thấy có tự tướng cộng tướng ngoài tâm, dùng tâm vô lậu ba giải thoát mà diệt trừ thân Phật tám thức, ấy gọi là ác tâm đổ máu thân Phật. Đại huệ, ấy là năm tội vô gián bên trong, nếu có người làm liền có sự vô gián của hiện chứng thật pháp. Lại nữa, đại huệ này ta sẽ nói cho ông năm tội vô gián ở ngoài, khiến ông và các Bồ Tát nghe xong đời sau không sinh nghi hoặc. Sao gọi là năm vô gián ở ngoài? Là nghe các tội vô gián nói trong kinh khác, nếu có tác giả thì không thể hiện chứng được ba giải thoát, chỉ trừ Như Lai, các đại Bồ Tát và đại Thanh Văn. Thế những người tạo nghiệp vô gián vì muốn khiến họ sửa lỗi nên dùng thần thông chỉ ra các việc đồng như vậy, những kẻ kia liền sám hối mà được giải thoát, đấy đều là hóa hiện không thật có. Nếu có kẻ thực sự tạo nghiệp vô gián thì suốt đời Phật không hiện thân cho họ giải thoát, chỉ trừ khi họ giác ngộ được thân, tài sản, chỗ ở đều do tâm tạo, lìa kiến chấp phân biệt ngã ngã sở, hoặc đời sau thọ sinh các nơi khác cập thiện tri thức để được lỗi lầm phân biệt. Thế Tôn lại nói bài tụng: tham ái gọi là mẹ, vô minh ấy là cha, thức rõ nơi cảnh giới thì đấy gọi là Phật, tùy miên là La Hán, các uẩn hòa hiệp tăng, đoạn các vô gián ấy gọi là nghiệp vô gián. Bây giờ Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, xin vì con nói thể tính của chư Phật. Đại Huệ hiểu rõ hai vô ngã, trừ hai chướng ngại, lìa hai chết, dứt hai phiền não, ấy là thể tính Phật. Đại Huệ, Thanh Văn, Duyên Giác được các pháp ấy rồi cũng gọi là Phật. Ta vì nghĩa ấy mà chỉ nói một thừa. Khi ấy Thế Tôn nói bài tụng: biết rõ hai vô ngã, trừ hai chướng, hai não, cùng bất tư nghỉ tử nên gọi là Như Lai. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, Như Lai do mật ý gì mà nói cùng đại chúng những lời này? Ta là hết thảy Phật quá khứ và nói trăm ngàn chuyện tiền thân. Ta vào thời ấy làm vua đảnh sinh, làm voi lớn, làm chim anh vũ, nguyệt quang diệu nhãn, vân vân. Đại Huệ, Đức Như Lai ứng chính đẳng giác do nơi bí mật tứ bình đẳng mà nói với đại chúng những lời như vậy. Ta thuở xưa làm Phật Câu Điêu Tôn, Phật Câu Na Hà Mâu Ni, Phật Ca Diếp. Sao gọi là bốn? Ấy là một, tự bình đẳng; hai, ngữ bình đẳng; ba, thân bình đẳng; bốn, pháp bình đẳng. Sao gọi là tự bình đẳng? Ấy là ta gọi là Phật, tất cả các đức Như Lai cũng gọi là Phật, danh tự không khác nên gọi là tự bình đẳng. Ngữ bình đẳng là ta nói được 64 phạm âm, chư Như Lai cũng vậy, phạm âm như tiếng ca lăng cần già, không tăng không giảm, không sai biệt nên gọi là ngữ bình đẳng. Thân bình đẳng là ta với chư Phật, pháp thân sắc tướng cùng các tướng tốt tướng phụ đều không khác, chỉ trừ khi vì điều phụ các loài chúng sinh mà thị hiện các loại thân khác nhau, ấy là thân bình đẳng. Pháp bình đẳng là ta và chư Phật đồng chứng 37 pháp bồ đề phần, cho nên Như Lai ứng chính đẳng giác nói với đại chúng những lời như vậy. Khi ấy Thế Tôn nói bài tụng: Ca Diếp, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm là ta do bốn thứ bình đẳng mà nói lời như vậy. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch: bạch Thế Tôn, Thế Tôn dạy khoảng thời gian từ đêm thành đạo cho đến khi nhập Niết Bàn, ta không hề nói một chữ, không đã nói cũng không sẽ nói, vì không nói ấy mới là Phật nói. Bạch Thế Tôn, do mật ý gì mà dạy lời ấy? Do hai pháp bí mật mà nói lời ấy. Hai pháp ấy là gì? Là tự chứng pháp và bản chú pháp. Sao gọi là tự chứng pháp? Ấy là pháp chư Phật chứng, ta cũng chứng hệt như vậy, không thêm bớt. Cảnh giới của tự chứng trí vốn lìa tướng ngôn thuyết, tướng phân biệt, tướng danh tự. Sao gọi là bản chú pháp? Ấy là bản tính pháp giống như vàng trong mỏ. Dù Phật có ra đời hay không có ra đời, pháp vẫn ở ngôi vị của pháp. Pháp giới, pháp tính đều thường trú. Đại Huệ, thí như có người đi trong khoảng đồng rộng, thấy có con đường cũ bằng phẳng dẫn vào một ngôi cổ thành, liền theo đường ấy vào nghỉ ngơi vui thú. Đại Huệ, ý ông nghĩ sao? Người kia có làm ra con đường ấy chăng? Và các thứ trong thành? Bạch Thế Tôn, không. Đại Huệ, chân như và pháp tính thường trú mà ta cùng các Phật chứng được cũng như vậy, cho nên nói từ khi thành Phật cho đến khi Niết Bàn, ta không nói một lời nào, không đã nói cũng không sẽ nói. Khi ấy Thế Tôn lại nói bài tụng: từ đêm thành chính giác đến đêm vào Niết Bàn, giữa hai thời gian ấy ta đều không nói gì,
Pháp bản chú tự chứng nên nói mật ngữ này ta cùng chư Như Lai không có chút sai biệt. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch: Bạch Thế Tôn, xin nói tướng hữu vô của hết thảy pháp, chính con và các Bồ Tát địa tướng ấy mau được vô thượng chính đẳng chính giác. Phật dạy: Hãy nghe kỹ, ta sẽ nói cho, xin nghe Bạch Thế Tôn. Đại Huệ, đa số chúng sinh ở thế gian đọa vào hai kiến chấp là chấp có và chấp không. Vì đọa vào hai kiến chấp ấy nên không xuất ly mà tưởng đã xuất ly. Hữu kiến là sao? Là chấp thật có nhân duyên sinh ra các pháp. Không phải không thật có, thật có các pháp do nhân duyên sinh, không phải là không nhân duyên sinh. Đại Huệ nói như thế, tức là nói không nhân, sao là vô kiến? Ấy là nhân có tham sân si, nhưng vọng chấp cái làm nhân cho tham vân vân là phi thực. Đại Huệ, lại có kẻ phân biệt có tướng mà không nhận có các pháp. Có kẻ thấy Phật duyên giác thành văn không có tính tham sân si nên chấp những tính ấy không thật có. Đại Huệ, trong số đó ai là kẻ bị hoại? Bạch Thế Tôn, ấy là kẻ công nhận có tính tham sân si nhưng sau lại chấp là không. Hay thay, ông đã đáp đúng lời ta. Người ấy không những chỉ bị hoại vì quan niệm không có tham sân si mà còn phá hoại Phật thanh văn duyên giác. Vì sao? Vì phiền não ở trong và ngoài đều bất khả đắc, vì thể tính của nó không khác cũng không đồng. Đại Huệ, tham sân si dù trong hay ngoài đều bất khả đắc, vì nó không có thể tính, không thể nắm bắt. Thành văn duyên giác như lại bản tính là giải thoát, vì trong họ không có tính trói buộc hay làm nhân cho trói buộc. Đại Huệ, nếu có tính trói buộc và làm nhân cho trói buộc, tức là có cái bị trói buộc, nói như vậy gọi là kẻ phá hoại. Đấy gọi là tướng vô và tướng hữu. Ta do mật ý ấy mà nói, thà có ngã kiến to như núi Tu Di, không thà chấp không, ôm giữ tầng thượng mạng, khởi chấp không, như vậy là kẻ phá hoại, xa vào tự tướng cộng tướng, vui say trong kiến chấp ấy, không hiểu các pháp do tự tâm hiện, vì không hiểu cho nên thấy có pháp ngoài. Các tướng uẩn giới xứ sai biệt xoay chuyển ra na vô thường, nối tiếp lưu chuyển rồi lại diệt, vì hư vọng phân biệt, lìa văn tự, lìa kinh điển, cũng thành kẻ phá hoại. Thế Tôn lại nói bài tụng: Hữu vô là hai bên, cho đến tâm tạo tác, trừ sạch tạo tác ấy, tâm bình đẳng, tịch diệt. Không nắm giữ cảnh giới, không diệt, không có gì, có chân như diệu vật, như cảnh giới chư thánh, vốn không mà có sinh, sinh rồi lại diệt mất. Nhân duyên có cùng không, kẻ ấy không trú pháp. Không do ngoại đạo Phật, không do ta chúng khác, do nơi duyên mà có. Làm sao mà được không? Hiểu do duyên mà thành, ai muốn được là không. Ác kiến nói có sinh, vọng tưởng chấp có không. Nếu biết không gì sinh, cũng không có gì diệt. Thấy thế gian rỗng lặng, hữu vô đều xa liền. Bây giờ Bồ Tát Đại Huệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì chúng con nói tướng của các tông thú, con và chư Bồ Tát đạt được nghĩa ấy sẽ không theo những giải thích sai lầm của ngoại đạo mà được vô thượng chính đẳng chính giác. Hãy nghe kỹ, ta sẽ nói cho ông. Xin vâng Bạch Thế Tôn. Đại Huệ, hết thảy hàng nhị thừa và Bồ Tát có hai thứ tướng tông pháp, ấy là: một, tông thủ pháp tướng; hai, ngôn thuyết pháp tướng. Tông thủ pháp tướng là tướng sở chứng thủ thắng, lìa phân biệt văn tự, ngữ ngôn, nhập cảnh giới vô lậu, thành tựu các hạnh của địa vị mình, vượt lên trên hết thảy những chỉ giác bất chính, hàng phục ma ngoại đạo, phát sinh ánh sáng trí tuệ, ấy gọi là tông thú pháp tướng. Ngôn thuyết pháp tướng là nói các giáo pháp thuộc chín bộ loại, lìa các tướng một khác có không, dùng phương tiện khéo léo tùy tâm chúng sinh mà làm cho họ hiểu được pháp này, ấy gọi là ngôn thuyết pháp tướng. Ông và các Bồ Tát nên siêng tu học. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: Tông thủ hữu cùng ngôn thuyết, tự chứng và giáo pháp, nếu hay biết rõ được, không theo người giải bậy. Như kẻ ngu phân biệt, không phải tướng chân thật, kia há không cầu độ, không một pháp có được. Quan sát các hữu vi, sinh diệt và tương tục, tăng trưởng hai kiến chấp, điên đảo không biết gì. Niết bàn lìa tâm ý, chỉ một pháp đấy thật, quán thế gian hư dối, như huyễn mộng bẻ chuỗi, không có tham nhuế si. Lại cũng không có người do ái sinh các uẩn, như cảnh trong chiêm bao. Bây giờ Đại Huệ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, gì vì con nói tướng hư vọng phân biệt? Hư vọng phân biệt này vì sao sinh, làm sao sinh, cái gì và do ai sinh, sao gọi là hư vọng phân biệt? Phật dạy: Đại Huệ, hay thay, ông vì thương xót thế gian trời người mà hỏi nghĩa ấy, vì lợi ích cho nhiều người, vì an lạc cho nhiều người. Ông hãy lắng nghe kỹ, khéo suy nghĩ, ta sẽ nói cho ông. Đại Huệ bạch: Xin vâng.
Phật dạy, này đại huệ, hết thảy chúng sinh đối ngoại cảnh không hiểu rõ tự tâm hiện, lại chấp năng thủ, sở thủ, chấp trước hữu dối, khỏi các phân biệt, ra vào các kiến chấp có và không, tăng trưởng tập khí, vọng kiến của ngoại đạo. Khi tâm và các tâm sở tương ưng nhóm khởi, họ liền chấp các nghĩa bên ngoài đều có, chấp ngã, ngã sở, đó gọi là hư vọng, phân biệt. Đại huệ, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu quả như Thế Tôn dạy, các pháp bên ngoài tính vốn lìa có không, siêu việt các quan niệm kiến chấp, thì đệ nhất nghĩa đế cũng vậy, lìa các hạn lượng tông nhân dụ. Bạch Thế Tôn, vì sao với các pháp khác thì nói khởi phân biệt, mà với đệ nhất nghĩa thì lại không? Phải chăng lời Thế Tôn dạy có trái lý, vì một nơi nói khởi, một nơi không nói khởi? Thế Tôn lại nói, cái thấy hữu vô là xa vào hư vọng phân biệt. Ví như huyễn sự không thật có, phân biệt cũng thế, lìa các tướng hữu vô, sao nói là đọa vào hai kiến? Thuyết này lại không đọa vào kiến chấp của thế gian đó sao? Phật dạy, đại huệ, phân biệt không sinh không diệt. Vì sao? Vì không khởi tướng phân biệt có không, vì các pháp thấy bên ngoài đều không có, vì hiểu rõ tự tâm hiện, chỉ vì ngu phu phân biệt các pháp của tự tâm, bám vào các tướng mà nói như thế, khiến họ biết những gì thấy đó đều là tự tâm. Đoạn trừ các kiến chấp đắm trước ngã, ngã sở, lìa các ác nhân duyên, năng tác sở tác, giác ngộ duy tâm, chuyển được ý lạc, hiểu rõ các địa vị vào cảnh giới Phật, xả bỏ các kiến về năm pháp ba tự tính. Do đó ta nói do hư vọng phân biệt chấp trước mà sinh các pháp tự tâm hiện và các cảnh giới, nếu biết rõ như thật liền được giải thoát. Bây giờ Thế Tôn lại nói bài tụng các nhân cùng với duyên, do đó sinh thế gian cùng bốn cú tương ưng, không biết pháp của ta, thể lìa có, lìa không, lìa câu và bất câu. Vì sao các người ngu phân biệt nhân duyên khởi? Không có cũng không không, không vừa, không vừa có. Quán thế gian như vậy, chuyển tâm chứng vô ngã, hết thảy pháp không sinh. Vì do duyên khởi vậy, kết quả của các duyên, kết quả kỳ không sinh, quả không tự sinh quả. Có hai quả là sai, vì không có hai quả, không thể có tính có, quán các pháp hữu vi, lìa năng duyên sở duyên nhất định chỉ là tâm, nên ta nói tâm lượng, lượng là chỗ tự tính, xa cả hai duyên pháp, được cứu cánh thanh tịnh, nên ta nói tâm lượng, ngã là tên bày đặt. Thật ra không thể có, các uẩn là giả danh, cũng đều không phải thật, có bốn thứ bình đẳng, tướng nhân cùng sở sinh, vô ngã là thứ bốn. Kẻ tu hành quán sát để hết thành các kiến, cũng phân biệt năng sở, không được cũng không sinh, ta nói là tâm lượng. Không có cũng không không, không có đều xa lìa, tâm xa lìa cũng bỏ, ta nói là tâm lượng. Chân như không thật tế, niết bàn cùng pháp giới, các loại thân ý sinh, ta nói là tâm lượng. Vọng tưởng tập khí buộc, các pháp do tâm sinh, chúng sinh chấp ngoài có, ta nói là tâm lượng. Cái thấy ngoài không có, chỉ tâm hiện các pháp, thân tài sản chỗ ở, ta nói là tâm lượng. Bây giờ Đại Huệ Bồ Tát Đại Hiếu Tỉnh lại bạch Phật rằng, Như Lai có nói, như ta đã nói, ông và các Bồ Tát không nên căn cứ vào lời, mà phải nắm lấy ý nghĩa. Bạch Thế Tôn, vì sao không nên nương lời mà giữ nghĩa? Lời, ngữ là sao? Nghĩa là sao? Này Đại Huệ, lời là do tập khí phân biệt làm nhân, do yết hầu lưỡi môi quai hàm mà phát ra các âm thanh lời nói đàm luận với nhau, ấy gọi là ngữ. Còn nghĩa là gì? Bồ Tát Đại Hữu Tình ở một mình nơi chỗ thanh tịnh, lấy trí tuệ văn từ tù suy nghĩ quán sát hướng về niết bàn, cảnh giới của tự trí, chuyển đổi các tập khí, thực hành các hành tướng của các địa, ấy gọi là nghĩa. Lại nữa, này Đại Huệ, Bồ Tát Đại Hữu Tình dành lời và nghĩa, biết lời và nghĩa không một không khác, và nghĩa đối với lời cũng lại như vậy. Nếu nghĩa khác lời thì nó sẽ không nhân lời mà rõ nghĩa, nhưng do nơi lời mà thấy được ý như đèn chiếu rõ hình sắc. Đại Huệ, ví như có người cầm đèn soi các vật, biết vật này như thế, ở chỗ như thế. Bồ Tát Đại Hữu Tình cũng vậy, do ngọn đèn lời mà đi vào cảnh giới tự chứng lìa ngôn thuyết. Lại, này Đại Huệ, nếu có người y theo lời nói mà nắm ý nghĩa về niết bàn, bất sinh bất diệt, về tam thừa nhất thừa, năm pháp tám thức, ba tự tính, vân vân, tất người ấy sẽ sinh kiến chấp hoặc có hoặc không, thấy có các sự vật khác nhau liền khỏi phân biệt, như thấy huyễn sự cho là thật, ấy là cái thấy của phàm phu, không phải của bậc thánh hiền.
Khi ấy Thế Tôn lại nói vài kệ: Nếu theo lời giữ nghĩa mà kiến lập các pháp, vì những kiến lập ấy chết xa vào địa ngục. Trong uẩn không có ngã, uẩn không phải là ngã, không phân biệt như thế lại chẳng phải không có. Như kẻ ngu phân biệt, hết thảy đều có tính. Nếu thấy được như vậy, tức là thấy chân lý, tất cả pháp nhiễm tịnh đều không có thể tính, không như chúng thấy được, không như chúng được thấy cũng không phải là không. Lại nữa đại huệ, ta sẽ vì ông nói tướng trí thức. Ông cùng các Bồ Tát đại hữu tình nếu hiểu rõ tướng của trí thức, liền mau được vô thượng chính đẳng chính giác. Này đại huệ, trí có ba loại, ấy là: một, thế gian trí; hai, xuất thế gian trí; ba, xuất thế gian thượng thượng trí. Sao gọi là thế gian trí? Ấy là chấp hết thảy các pháp có không của ngoại đạo phàm ngu. Sao gọi là xuất thế gian trí? Ấy là các chấp trước tự tướng ngã, cộng tướng ngã sở nhân sinh vũ trụ của hạng nhị thừa. Sao là xuất thế gian thượng thượng trí? Ấy là chư Phật Bồ Tát quán tất cả pháp đều không tướng, không sinh, không diệt, không phải có, không phải không, chứng pháp vô ngã, nhập Như Lai địa. Này đại huệ, có ba loại trí, ấy là: một, tri tự tướng cộng tướng trí; tri sinh diệt trí; ba, tri bất sinh bất diệt trí. Lại, này đại huệ, sinh diệt là thức, không sinh diệt là trí. Thức thì xa vào nhị nguyên tướng vô tướng, cùng các thứ sai biệt làm nhân cho nhau. Trí thì lìa tướng và vô tướng, lìa nhân hữu vô. Có các tướng tích tập ấy là thức, không tích tập tướng ấy là trí. Báo trước vào cảnh giới ấy là thức, không báo trước cảnh giới ấy là trí. Do ba hòa hiệp tương ưng mà sinh là thức. Vô ngại tự tính là trí, tướng có thể nắm được là thức, tướng không thể nắm được là trí. Vì đấy là cảnh giới thánh trí tự chứng, như trăng trong nước, không vào không ra vậy. Bây giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: Nhóm chứa nghiệp là tâm, quán sát pháp là trí, tuệ hay chứng vô tướng được tự tại uy quang. Bị cảnh buộc là tâm, tướng giác sinh là trí, cảnh thù thắng vô tướng trí tuệ do đây sinh. Tâm ý cùng với thức lìa các tướng phân biệt, được pháp vô phân biệt, Bồ Tát phi thanh văn. Nhẫn thủ thắng tịch diệt, trí Như Lai thanh tịnh, hay sinh các thắng nghĩa, xa liền các sở hành. Ta có ba loại trí, bậc thánh hay sáng rõ, phân biệt được các tướng, mở bày hết thảy pháp. Trí ta lìa các tướng, siêu việt nơi nhị thừa, cùng các hạng thanh văn, trí Như Lai vô cấu. Vì hiểu rõ duy tâm. Lại nữa, này đại huệ, các ngoại đạo có 9 loại kiến về chuyển biến, ấy là: một, hình chuyển biến; hai, tướng chuyển biến; ba, nhân chuyển biến; bốn, tương ưng chuyển biến; năm, kiến chuyển biến; sáu, sinh chuyển biến; bảy, vật chuyển biến; tám, duyên minh liễu chuyển biến; chín, sở tác minh liễu chuyển biến. Tất cả ngoại đạo do quan niệm ấy mà khởi các luận về chuyển biến, dựa trên có và không. Hình chuyển biến là thấy hình thể thay đổi như vàng làm đồ trang sức, như các thứ vòng xuyến, chuỗi đeo cổ, không giống nhau, hình trạng có sai khác nhưng thể không khác. Hết thảy pháp biến đổi cũng như thế, các pháp mà ngoại đạo chấp trước đều không như vậy, cũng không khác vậy. Nên biết chỉ do phân biệt mà các pháp biến hóa, như ván là do sữa, rượu là do trái chín. Ngoại đạo nói ở đây có biến hóa mà kỳ thật không có cũng không không. Vì do tự tâm thấy không có vật bên ngoài, như thế đều là phàm phu mê muội, do tập khí phân biệt của mình sinh ra, chứ thật không có một pháp nào hoặc sinh hoặc diệt, như do mộng huyễn thấy có các sắc tướng. Như nói con của người thạch nữ có sống chết. Bây giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: Hình tùy thời biến chuyển, đại trùng cùng các căn, thân trung hữu sinh dần, vọng tưởng không minh trí. Chư Phật không phân biệt, duyên khởi cùng thế gian, thế gian do duyên khởi như thành cảnh cát bà. Lúc ấy đại huệ Bồ Tát đại hữu tình lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin Như Lai vì con rể nói nghĩa thâm mật, cùng giải nghĩa tướng nơi hết thảy pháp, khiến con cùng các Bồ Tát đại hữu tình biết rõ sự sai biệt giữa trói buộc và giải thoát. Chúng con sẽ biết những phương tiện thiện xảo về hai tướng ấy và sẽ không còn chấp lời giữ nghĩa. Khi chúng con biết rõ nghĩa trói buộc thâm mật là gì và sự giải thoát của các pháp là gì, chúng con sẽ diệt trừ sự phân biệt lời và chữ, và nhờ trí tuệ chúng con được nhập các cõi Phật và các hội chúng, được ấn thần thông tự tại tổng trì, được giác tuệ an trú trong 10 nguyện vô tận.
Không cần dụng công biến hóa các thân hào quang chiếu sáng như trời trong, ngọc mani, đất nước lửa gió, an trú ở các địa, lìa kiến chấp phân biệt, biết các pháp đều như huyễn mộng, nhập quả vị Như Lai hóa độ khắp chúng sinh, khiến họ biết các pháp hư dối không thật, lìa hữu vô, đoạn cái chấp sinh diệt, không chấp trước vào ngôn thuyết, khiến chuyển thức sở y Phật dạy, hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho ông. Này đại huệ, sự chấp trước ăn sâu đối với hết thảy các pháp y lời mà nắm ý thật là không cùng. Ấy là chấp trước tướng, chấp trước duyên, chấp trước hữu phi hữu, chấp trước sinh phi sinh, chấp trước diệt phi diệt, chấp trước thừa phi thừa, chấp trước vi vô vi, chấp trước địa và tự tướng của địa, chấp trước vào chính sự phân biệt và vào cái hiện chứng. Chấp trước vào tướng hữu vi của các tông ngoại đạo, chấp trước ba thừa, một thừa. Này đại huệ, các loại chấp trước sâu xa ấy thật vô lượng, đều do phàm phu tự phân biệt rồi bám lấy, những phân biệt ấy như tầm làm kén, lấy tơ vọng tưởng tự quấn mình quấn người, chấp chặt hữu vi, ham muốn chẳng chỉ kiên cố. Này đại huệ, nhưng thật ở đây không có tướng ăn sâu hay không ăn sâu, vì Bồ Tát đại hữu thấy các pháp đều ở trong tịch tịnh không phân biệt. Nếu rõ biết các pháp chỉ do tâm thấy, thì thấy ngoại pháp hoặc không hoặc có đều đồng một tướng. Rồi theo đó quan sát các chấp sâu xa phân biệt hoặc có hoặc không, thấy đều vắng lặng, nên nói không có tướng chấp sâu dày với không sâu dày. Đại huệ, ở đây không có sự trói buộc, cũng không có sự giải thoát. Chỉ những người không rõ chân thật mới thấy có trói buộc, có giải thoát. Vì sao? Vì hết thảy các pháp, dù có, dù không, thể tính của nó muốn tìm cũng không thấy được. Lại, này đại huệ, kẻ phàm phu ngu muội có ba thứ trói buộc thâm sâu. Ấy là tham sân si, do đó mà có yêu thích đời sau cùng ham muốn vui mừng. Sự ràng buộc thâm sâu này khiến chúng sinh tiếp tục sinh trong năm đường. Nếu dây ràng buộc này đứt thì không thấy đâu là tướng ràng buộc hay không ràng buộc. Lại nữa, đại huệ này, nếu có sự chấp trước vào ba duyên hòa hiệp, các thức bị ràng buộc sâu xa lần lượt khởi lên, và vì có chấp trước nên có trói buộc sâu xa. Nếu thấy ba giải thoát để ba thức hòa hiệp thì hết thảy các trói buộc tất không sinh. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng, phân biệt cái không thật, ấy là tướng buộc giả, nếu biết được như thật, các trói buộc đều đứt. Phàm ngu không rõ được, theo lời mà thủ nghĩa, như tầm ở trong kén, vọng tưởng tự buộc giả. Đại huệ Bồ Tát, đại hữu tình lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn dạy, các pháp đều do phân biệt của tâm thức, không có tự tính, đấy chỉ là vọng kế, tưởng tượng sai lầm mà thôi. Bạch Thế Tôn, nếu chỉ do vọng chấp, không thật có các pháp, thì có phải các pháp nhiễm hoặc tịnh đều là không? Phải chăng không có gì nhiễm hay tịnh? Phật dạy, đại huệ, chính thế như ông nói, phàm phu phân biệt các pháp, nhưng pháp tính không có như vậy, đấy chỉ là vọng chấp, không gì có thật tính. Song các bậc thánh lấy tuệ nhãn của thánh mà thấy biết như thật có tự tính các pháp. Đại huệ bạch, nếu các bậc thánh dùng tuệ nhãn của mình mà thấy có tự tính các pháp, không phải thiền nhãn hay dục nhãn, không giống như chỗ phân biệt của hạng phàm ngu, thì bạch Thế Tôn, làm sao hạng này lìa được phân biệt, vì họ không thể nào nhận biết thánh pháp. Bạch Thế Tôn, những người kia không điên đảo cũng không không điên đảo. Vì sao? Vì họ không thấy những pháp mà thánh nhân thấy, vì cái thấy của thánh nhân lìa tướng hữu vô nên thánh cũng không phân biệt như sự phân biệt của phàm phu, vì không phải là cảnh giới của mình. Bậc thánh cũng thấy có tự tính các pháp như vọng chấp mà hiện, vì không nói có nhân cùng không nhân, nên họ cũng xa vào kiến chấp tự tính các pháp vậy. Bạch Thế Tôn, các cảnh giới khác đã không đồng với cảnh này của thánh, như vậy thành lỗi vô cùng, vì như thế cái gì lập thành tự tính các pháp hóa ra không thể biết được. Bạch Thế Tôn, những gì do phân biệt mà có không thể là tự tính của các pháp, thế thì sao trong khi đã bảo sự vật có ra là do vọng chấp phân biệt, lại còn nói rằng chúng thật không phải như người ta phân biệt? Tại sao tự tính các pháp đã nói là không do phân biệt, lại nói do phân biệt mà có các pháp? Bạch Thế Tôn, đã đành sự phân biệt khác nhau nên các pháp cũng sai khác, vì nhân không giống nhau. Nhưng tại sao các pháp đều do phân biệt mà chỉ cái phân biệt của phàm phu là không như thật? Và Thế Tôn lại còn nói, vì muốn khiến chúng sinh xả bỏ các phân biệt nên ta nói các pháp do phân biệt thấy không phải là pháp như thị. Bạch Thế Tôn, vì sao đã muốn chúng sinh lìa các pháp do kiến hữu vô chấp trước mà còn chấp cảnh giới của thánh trí ra vào hữu kiến? Vì sao không nói pháp tịch tịnh không vô mà nói tự tính của thánh trí? Phật dạy, đại huệ, không phải là ta không nói pháp tịch tịnh,
cũng không phải ta xa vào hữu kiến vì đã nói tự tánh của thánh trí. Ta vì chúng sinh từ vô thỉ chấp trước nơi hữu nên nói có cảnh giới ở trong tịch tịch, khiến chúng nghe rồi không sinh hoảng sợ, có thể như thật chứng pháp không tịch, lìa các mê loạn đi vào lý duy thức. Biết các pháp hữu vô ở bên ngoài đều do tâm thấy, ngộ được ba giải thoát, được ấn như thật, thấy tự tính của pháp, rõ cảnh giới thánh, xa lìa hết thảy chấp trước hữu vô. Lạ này đại huệ, các Bồ Tát đại hữu tình không nên lập thuyết rằng hết thảy pháp không sinh, lời ấy tự nó đã hỏng. Vì sao? Vì tôn kia có đối đãi mà sinh vậy. Lại vì tôn kia tức đã lọt vào trong số hết thảy pháp, cái tướng không sinh cũng không sinh. Lại vì tôn kia do các phần làm thành, lại vì các pháp hữu vô của tôn kia cũng đều không sinh, tôn ấy lọt vào trong số các pháp nên tướng hữu vô cũng không sinh. Bởi thế hết thảy pháp không sinh, thuyết ấy tự hỏng, không nên lập như thế. Vì có nhiều lỗi lầm trong các phần của tam đoạn luận, lại có nhiều nhân khác nhau lẫn lộn trong đó, cũng như thuyết các pháp không sinh, thuyết cho rằng các pháp đều không vô tự tính cũng lại như vậy. Đại huệ Bồ Tát đại hữu tình nên nói hết thảy pháp như huyễn như mộng, vì vừa được thấy cũng vừa không được thấy, vì hết thảy đều là mê loạn, trừ phi vì bọn ngu phu sợ hãi. Đại huệ, kẻ phàm phu ngu muội xa vào kiến chấp hữu vô, chớ nên làm cho chúng hoảng hốt xa lìa đại thừa. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: không tự tính, không thuyết, không sự, không chỗ y, phàm ngu phân biệt quấy, ác giác như thây ma. Hết thảy pháp không sinh, do ngoại đạo thành lập, nhưng thuyết kia có sinh, vì không do duyên thành. Hết thảy pháp không sinh, kẻ trí không phân biệt, tôn kia do nhân sinh, nói thế tức là hỏng. Ví như mắt có màng, vọng tưởng thấy hoa đốm, các pháp cũng như vậy, phàm ngu vọng phân biệt. Ba cõi chỉ giả danh mà không có thật thể, do giả ấy bày ra liền phân biệt suy lường. Các sự tướng giả danh làm loạn động tâm thức, con Phật tất vượt qua dạo nơi vô phân biệt. Không nước chấp có nước, đều do khác mà sinh. Ngu thấy pháp cũng vậy, bậc thánh thì không thế. Thánh nhân thấy thanh tịnh, sinh nơi ba giải thoát, xa lìa cảnh sinh diệt, thường du cảnh vô tướng. Kẻ tu cảnh vô tướng thì cái vô cũng không, hữu vô đều bình đẳng, cho nên sinh quả thánh. Làm sao hết pháp hữu, làm sao được bình đẳng? Nếu tâm không rõ pháp, trong ngoài đều loạn động, rõ rồi liền bình đẳng, tướng loạn khi ấy diệt. Đại huệ Bồ Tát đại hữu tình lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, như Phật đã dạy, nếu biết cảnh giới chỉ là giả danh, đều bất khả đắc, tất không có sở thủ. Vì không có sở thủ nên cũng không có năng thủ, cả năng thủ sở thủ đều không nên không khởi phân biệt, ấy gọi là trí. Bạch Thế Tôn, vì sao mà trí kia không được cảnh? Có phải vì không rõ nghĩa một khác tự tướng cộng tướng của hết thảy pháp mà nói là không được, hay vì các pháp tự tướng cộng tướng nhiều thứ không giống nhau, che lấp lẫn nhau mà không được, hay vì núi cao tường đá, vì hàng rào màn rèm làm chướng ngại che lấp mà nói là không được, hay vì quá xa quá gần, quá già quá bé, các giác quan căn mù tối không đầy đủ mà gọi là không được? Nếu vì không rõ biết nghĩa một khác tự tướng cộng tướng của các pháp mà nói là không được, thì đấy không gọi là trí mà đúng là vô trí, vì có cảnh giới mà không biết được. Nếu vì các pháp có tự tướng cộng tướng không đồng che lớp nhau mà không được, thì đây cũng là phi trí, vì biết nơi cảnh giới mới gọi là trí, chứ không phải không biết mà gọi là trí. Nếu vì bị núi cao tường đá hàng rào giảm màn che lớp, hay vì quá xa quá gần, già bé mù tối mà không biết, thì đó cũng là phi trí, vì có cảnh giới mà trí không đầy đủ nên không biết. Phật dạy đại huệ, cái thật trí ở đây không phải như ông nói. Chỗ ta nói không phải nói sự ẩn che, ta nói cảnh giới chỉ là giả danh bất khả đắc. Vì biết rõ, do tự tâm thấy các pháp bên ngoài có hoặc không, trí tuệ hoàn toàn không chấp. Vì không chấp nên sở tri chướng không khởi, nhập vào ba giải thoát, trí và thể đều quên. Không phải như hết thể phàm phu vì tập khí hữu loạn từ vô thỉ chấp trước pháp ngoài hoặc có hoặc không, chấp các hình tướng, biết như thế gọi là không biết, không hiểu các pháp do tâm hiện. Chấp ngã ngã sở, trí phân biệt cảnh, không biết ngoại cảnh vừa có vừa không, vì tâm những kẻ ấy ở trong đoạn kiến, vì khiến chúng xa lìa các phân biệt như thế nên nói hết thảy pháp do tâm kiến lập. Bây giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: nếu có các sở duyên, trí tuệ không quán thấy, đấy là ngu không trí, ấy là vọng chấp trước, vô biên tướng lấp nhau, chướng ngại.
cùng xa gần, trí tuệ không thấy được, đấy gọi là tà kiến. Già bé các căn tối mà thật có cảnh giới, không thể sinh trí tuệ, ấy gọi là tà kiến. Lại nữa, đại huệ kẻ ngu si, phàm phu bị mê hoặc từ vô thỉ, thì sự hư dối tà kiến, không phân biệt, không hiểu pháp như thật và ngôn ngữ bản về pháp ấy, chấp trước vào các tướng ở ngoài tâm và những lời thuyết pháp phương tiện, không thể tu tập pháp chân thật thanh tịnh, lìa tứ cú. Đại huệ bạch: chính thế bạch Thế Tôn, chính như Thế Tôn dạy, nguyện xin Thế Tôn vì con nói pháp như thật và pháp ngôn thuyết, khiến con cùng các Bồ Tát đại hữu tình hiểu rành rẽ hai pháp này, không bị lung lạc vì ngoại đạo và nhị thừa. Phật dạy: ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho ông. Này đại huệ, trừ Như Lai trong ba đời có hai thứ pháp, ấy là pháp ngôn thuyết và pháp như thật. Ngôn thuyết pháp là tùy theo tâm của chúng sinh mà nói những giáo lý phương tiện khác nhau. Pháp như thật là người tu hành về phân biệt các pháp do tâm hiện, không xa vào hiến luận một khác cùng không cùng, siêu việt hết thảy tâm ý ý thức ở nơi cảnh giới của thánh trí tự chứng, lìa các kiến chấp về nhân duyên, tương ứng hết thảy ngoại đạo thanh văn duyên giác, những người xa vào nhị biên đều không thể biết được, ấy gọi là pháp như thật. Hai thứ pháp ấy ông cùng các Bồ Tát đại hữu tình nên khéo tu học. Bây giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: ta nói hai thứ pháp ngôn giáo và như thật, giáo pháp cho phàm phu, thật pháp bậc tu hành. Lúc bấy giờ đại huệ Bồ Tát đại hữu tình lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, có lần Như Lai dạy rằng Loka Gia Đà Thế Luận nói các chú thuật chỉ thu được tài lợi chứ không thu được pháp lợi, vì không được pháp lợi nên không đáng gần gũi thừa sự cúng dường, vì sao Thế Tôn dạy như vậy? Phật dạy: đại huệ, các luận văn của Loka Già Đà chỉ tôi điểm lời văn là mê cuồng kẻ phàm phu tùy thuận thế gian mà hư vọng nói, không đúng nghĩa, không xứng lý, không thể chứng nhập cảnh giới chân thật, không thể hiểu rõ hết thảy các pháp, thường xa vào nhị biên, tự mình đã mất chính đạo lại còn khiến người khác mất, luân hồi các đường tà mãi mãi không ra được. Vì sao? Vì không hiểu các pháp do tâm hiện, chấp vào cảnh ngoài tăng thêm phân biệt, cho nên ta nói thế luận trao dồi câu lời lý lẽ thí dụ chỉ lừa bịp kẻ ngu, không thể giải thoát được các hoạn nạn sinh già bệnh chết sầu khổ. Này đại huệ Thích Đề Hoàng Nhân, rộng giải thích các luận và chính ông cũng tạo nhiều bộ luận. Kẻ thế luận kia có một đệ tử hóa hiện làm thân con rồng đi đến cung trời Đế Thích, rồi lập một luận tôn mệnh đề và thách Đế Thích rằng: này Kiều Thi Ca, tôi cùng ông tranh luận, nếu ông thua tôi sẽ phá xe 1.000 căm của ông, nếu tôi thua tôi sẽ cắt hết những cái đầu của tôi để chịu phục. Nói xong bèn dùng phương pháp biện luận đánh bại Đế Thích, phá xe 1.000 căm, Đế Thích phải trở xuống lại cõi thế. Đại huệ, ngôn luận thế gian có đầy đủ nhân dụ để có thể hiện hình làm rồng, dùng văn tử đẹp mà mê hoặc loài trời cùng hai tu la, khiến họ chấp trước vào các kiến sinh diệt vân vân, huống chi là loài người. Vậy thế đại huệ, ông không nên thân cận thừa sự cúng dường vì những kẻ kia có thể làm sinh nhân khổ. Đại huệ, thế luận chỉ nói cảnh giới do thân chứng biết. Này đại huệ, thế luận có 100.000 câu lời, trong đời vị lai ác kiến trái nhau, tả chúng phân tán tách ra thành nhiều bộ, mỗi bộ một lý thuyết riêng. Đại huệ, không phải các ngoại đạo khác có thể lập giáo, chỉ có Lô Ca Gia dùng 100.000 câu giọng nói vô lượng luận cứ sai biệt, không phải lý như thật, lại chính họ cũng không biết đấy là pháp là mê hoặc thế nhân. Khi ấy đại huệ Bồ Tát nói: bạch Thế Tôn, nếu các luận do Lô Ca Gia tạo đủ cao văn tự nguyên nhân thí dụ cho chuốt, không phải là pháp như thật, chỉ do Lô Ca Gia chấp trước vào lý thuyết của mình, nếu luận ấy gọi là ngoại đạo thì Thế Tôn cũng có nói các sự việc thế gian, nghĩa là có dùng các món văn công ngôn từ mà rộng nói cho chúng hội trời người ở khắp các cõi nước trong 10 phương tụ đến, không phải là pháp của tự trí đã chứng được. Vậy thì Thế Tôn cũng nói đồng như ngoại đạo chăng? Phật dạy: đại huệ, ta không dạy thế luận, cũng không dạy đến đi, ta nói các pháp không đến không đi. Này đại huệ, đến ấy là nhóm tụ sinh trưởng, đi ấy là diệt, không đến không đi ấy tức là không sinh không diệt. Vì sao? Vì ta không chấp vào hữu vô của ngoại pháp, vì biết chỉ do tự tâm không thấy hai thủ, không sinh phân biệt cảnh giới của các tướng, nhập vào pháp môn không vô tướng vô nguyện mà được giải thoát. Đại huệ, ta nhớ có lần ta ở lại một nơi nào đó, có kẻ thế luận Bà La Môn đến thốt nhiên hỏi ta: Cồ Đàm, có phải hết thảy đều được tạo nên chăng? Ta đáp: này Bà La Môn, nếu hết thảy được tạo ấy là thế luận đầu tiên. Người ấy lại hỏi: tất cả đều không được tạo chăng? Ta đáp: tất cả đều không được tạo, đây là thế luận thứ hai.
Người kia lại hỏi, tất cả là thường chăng, vô thường chăng, sinh chăng, không sinh chăng? Ta đáp, đấy là thế luận thứ sáu. Người kia lại hỏi, tất cả là một chăng, là khác chăng, là cùng câu chăng, không cùng bất câu chăng? Tất cả đều do các nhân duyên mà sinh chăng? Ta đáp, đó là thế luận thứ 11. Người kia hỏi nữa, hết thảy đều có thể giải thích hữu ký chăng? Có linh hồn chăng? Có thế giới này chăng? Không có thế giới này chăng? Có giải thoát chăng? Không có giải thoát chăng? Tất cả đều là sát na chóng qua chăng? Không sát na chăng? Hư không, niết bàn cùng phi trạch diệt. Là được tạo tác chăng? Không được tạo tác chăng? Có chung hữu chăng? Không có chung hữu chăng? Ta đáp, này Bà La Môn, tất cả đó đều là thế luận của ông, không phải thuyết của ta. Bà La Môn, ta nói do các tập khí hí luận từ vô thỉ mà sinh bao cõi, không hiểu rõ chỉ do tự tâm thấy, còn ngoại pháp bị chấp thủ, đó thật không thể nắm bắt, bất khả đắc. Theo thuyết ngoại đạo thì linh hồn ngã, căn cảnh, cả ba hòa hiệp sinh. Ta không nói có nhân, cũng không nói không nhân, chỉ theo năng thủ sở thủ của vọng tâm mà nói duyên khởi. Không phải cái mà ông cùng những người thủ trước nơi linh hồn có thể hiểu thấu. Đại huệ, hư không, niết bàn, cùng phi trạch, diệt, chỉ có ba con số, vốn không có thể tính. Huống nữa là nói tác cùng phi tác, được tạo hay không được tạo. Đại huệ, khi ấy người thế luận Bà La Môn lại hỏi ta rằng, do vô mình ái nghiệp làm nhân duyên mà có tam giới chăng? Hay là không nhân chăng? Ta đáp, hai câu ấy cũng là thế luận. Này Bà La Môn, cho đến có một chút gì động lưu phân biệt của tâm thức đối với ngoại cảnh đều là thế luận. Này Đại Huệ, khi ấy người Bà La Môn lại hỏi ta rằng, có gì không phải là thế luận chăng? Tất cả những luận từ, các thứ văn câu nhân dụ cho trước của ngoại đạo, không có gì là không do từ trong pháp của ta mà ra. Ta đáp, có không phải là những gì ông tin vào, chứ không phải là mọi người không chấp nhận, không phải không nói tương ưng với các thứ văn, các nghĩa lý, cũng không phải không tương ưng. Người kia lại hỏi, có một luận nào không phải là thế luận mà được thế gian chấp thuận chăng? Ta nói, có, nhưng không phải là cái mà ông cũng hết thể ngoại đạo có thể biết. Vì sao? Vì các ông hư vọng phân biệt, chấp trước sự vật bên ngoài. Nếu hiểu được các pháp hữu vô, đều do tự tâm thấy, không sinh phân biệt, không ôm giữ ngoại cảnh, an trú trong cảnh tự xứ trú, thì không khởi phân biệt, đấy là pháp ta, không thuộc về người. Này Bà La Môn, nói tóm lại, bất cứ chỗ nào tâm thức có quan lại, diệt sinh, có cầu mong bám víu, đối với sự vật có tham ái, đối với quan điểm có chấp trước, đều là thế luận của ông, không phải pháp ta. Này Đại Huệ, kẻ thế luận Bà La Môn đã hỏi như thế, ta đã đáp như thế. Người kia không hỏi ta về thật pháp của ta mà im lặng bỏ đi, nghĩ như vậy, Sa Môn Cổ Đàm không có gì đáng tôn trọng. Nó hết thảy pháp không sinh, không tướng, không nhân, không duyên, chỉ do tự tâm phân biệt thấy. Nếu được như thế thì không sinh phân biệt. Đại Huệ, ông này cũng hỏi ta nghĩa ấy, vì sao một người gần gũi thế luận chỉ được tài lợi không được pháp lợi? Đại Huệ bạch, bạch Thế Tôn, tài và pháp mà Thế Tôn giải ấy có nghĩa là gì? Phật đáp, hay lắm, ông vì chúng sinh đời sau mà suy nghĩ nghĩa ấy, ông hãy lắng nghe, lắng nghe, ta sẽ nói cho ông. Đại Huệ này, tài là cái gì có thể sờ được, nhận được, cầm nắm, ôm giữ được, nếm được, khiến người ta bám víu ngoại cảnh, xa vào nhị nguyên, tăng trưởng tham ái, sinh lão, bệnh tử, buồn lo, khổ não. Ta và chư Phật gọi đó là tài lợi, do gần gũi thế luận mà thâm nhập. Sao gọi là pháp lợi? Ấy là hiểu rõ pháp chỉ là tâm, thấy được hai vô ngã, không nắm giữ tướng, không phân biệt, biết rõ các giai đoạn tu hành, lìa tâm, ý thức, được chư Phật lấy nước cam lộ dưới đầu, nhận và làm đầy đủ 10 nguyện vô tận, được tự tại đối với tất cả pháp, đấy gọi là pháp lợi. Vì không xa vào kiến chấp, hí luận, phân biệt, nhị nguyên. Này Đại Huệ, thế luận của ngoại đạo khiến kẻ ngu xa vào hai bên là thường và đoạn. Chấp nhận thuyết vô nhân là thường kiến, cho rằng các nhân đều hoại diệt là đoạn kiến, không thấy có sinh trú diệt, ta gọi là được pháp lợi. Đấy là sự khác nhau giữa tài và pháp. Ông cùng các Bồ Tát đại hữu tình hãy siêng quan sát. Thế Tôn lại nói bài tụng, điều phục nhiếp chúng sinh, lấy giới hàng phục ác, trí tuệ diệt kiến chấp, giải thoát được tăng trưởng. Các tà thuyết ngoại đạo đều là luận thế gian, vọng chấp tác sở tác, không thể tự chứng thành. Chỉ có thuyết của ta không chấp trước năng sở, nói ra cho đệ tử để chúng lìa thế luận. Pháp năng thủ sở thủ ngoài tâm không thể có, cả hai do tâm hiện, đoạn thường bất khả đắc. Chỉ một mảy động tâm, đó đều là thế luận. Người không khỏi phân biệt mới thấy rõ tự tâm. Đến là do thấy có, đi là do thấy không. Hiểu thấu rõ đến đi, không khỏi sinh phân biệt.
hữu thường cùng vô thường, được tạo không được tạo, cõi này và cõi khác đều là pháp thế gian. Đại huệ Bồ Tát đại hữu tình lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những pháp gì là niết bàn mà các ngoại đạo phân biệt? Phật dạy: Đại huệ, niết bàn theo các ngoại đạo phân biệt đều không phù hợp với ý tướng của niết bàn. Ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói. Đại huệ, hoặc có ngoại đạo nói, thấy các pháp vô thường nên không tham cảnh giới, uẩn giới xứ đều diệt, tâm tâm sở không hiện ra, nhớ nghĩ cảnh quá hiện vị lai như ngọn đèn tắt, như hạt giống họa, như lửa đã tàn, không ôm giữ, không dính mắc, không sinh các phân biệt, cho đó là niết bàn. Này đại huệ, không phải vì thấy họa mà gọi là niết bàn. Có người cho rằng niết bàn là đi đến một nơi khác, chỗ lìa cái tưởng về cảnh giới như gió ngừng lại. Có người cho rằng niết bàn là không thấy có người biết và pháp bị biết. Có người cho rằng niết bàn là không khỏi kiến chấp phân biệt thường vô thường. Có người lại bảo phân biệt các tướng làm phát sinh do khổ, mà không biết tướng do tự tâm hiện. Vì không biết nên sợ hãi tướng, cầu cái vô tướng, sinh ham thích sâu xa, cái vô tướng chấp đó là niết bàn. Có người biết rõ các pháp nội ngoại, tự tướng, cộng tướng trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều có tự tính không hoại diệt, tưởng đó là niết bàn. Có người chấp rằng ta, người, chúng sinh và thọ mạng cùng hết thảy pháp không có gì hoại diệt, tưởng đấy là niết bàn. Lại có hàng ngoại đạo không trí tuệ, chấp có thần, ngã, sĩ, phu, thật, câu nam, xoay vần, biến hóa, làm ra muôn vật, cho đó là niết bàn. Lại có ngoại đạo cho niết bàn là chấm dứt phước cùng phi phước. Có kẻ chấp không do trí tuệ mà có phiền não dứt. Có kẻ chấp tự tại là đấng tác giả chân thật là niết bàn. Có kẻ chấp chúng sinh xoay vần, sinh lẫn nhau, cho đó là nhân, ngoài ra không có nhân khác. Vì những kẻ ngu không hiểu rõ nên chấp đấy là niết bàn. Có kẻ chấp rằng đạt đến đúng đường ấy là niết bàn. Có kẻ chấp niết bàn là khi có sự hòa hiệp giữa cầu na và chủ tể của cầu na, giữa tính một và khác, cùng và không cùng. Có kẻ chấp mọi vật do tự nhiên sinh. Có kẻ cho niết bàn là thấy mọi vật đều tồn tại do bản chất của riêng chúng, như sắc lông sặc sỡ của chim khổng tước, hay cái bén nhọn của gai góc, hay chỗ sinh báu vật thì có các thứ báu, những vật như vậy do ai tạo đâu, liền chấp tự nhân sinh, lấy đó làm niết bàn. Hoặc chấp hiểu rõ 25 đế là được niết bàn. Lại có kẻ nói giữ được 6 hạnh gìn giữ chúng sinh là được niết bàn. Lại có người cho rằng thời sinh cho thế gian, vậy thời tức là niết bàn. Hoặc chấp các vật có là niết bàn, hoặc chấp không vật là niết bàn. Lại có kẻ chấp mọi vật hữu vô đều là niết bàn. Hoặc chấp các vật và niết bàn không cách nhau, đấy là niết bàn. Này đại huệ, lại có những người nói khác với những gì ngoại đạo nói, dùng nhất thiết trí và âm thanh của sư tử giống mà nói, hiểu thấu được cảnh duy tâm, không giữ cảnh ngoài, xa lìa bốn cú, an trú nơi như thật, không xa vào nhị nguyên, lìa năng thủ sở thủ, không rơi vào các lượng đo lường, không bám trước chân thật, an trú nơi phát hiện chứng của thánh trí, ngộ hai vô ngã, lìa hai phiền não, sạch hai chướng, lần lượt tu các địa Bồ Tát, nhập vào Phật địa, được các định như huyễn, vân vân, vĩnh viễn siêu việt tâm ý ý thức, được gọi là niết bàn. Này đại huệ, những ngoại đạo kia chấp trước hư vọng không đúng lý, chấp những điều mà bậc trí lìa bỏ, đều là đạo vào hai bên mà tưởng niết bàn. Nơi đây không ở không gian, ngoại đạo kia đều do thuyết của mình mà sinh vọng giác, trái ngược với lý, không thành cái gì, chỉ khiến tâm ý rong ruổi qua lại tán loạn, rốt ráo không được niết bàn, ông và các Bồ Tát nên xa lìa. Thế Tôn nói bài tụng: Ngoại đạo nói niết bàn, mỗi mỗi đều sai biệt, đấy chỉ là vọng tưởng, không phải phương giải thoát. Xa lìa các phương tiện, không đến cảnh vô phược, vọng sinh tưởng giải thoát, mà thật không giải thoát. Các thuyết của ngoại đạo đều chấp thủ khác nhau, họ không được giải thoát, ngu si vọng phân biệt. Hết thảy ngoại đạo si, vọng thấy tác, sở tác, chấp trước luận hữu vô nên không được giải thoát. Phàm ngu ưa phân biệt, không sinh trí chân thật, ngôn thuyết gốc ba cõi, chân thật nhân diệt khổ. Thí như bóng trong gương, chỉ hiện mà không thực, trong tập khí gương tâm, phàm ngu thấy có hai, không hiểu duy tâm hiện, nên khởi hai phân biệt. Nếu biết chỉ là tâm, thì phân biệt không sinh. Tâm tức là các tướng, nhưng lìa tướng sở tướng, như kẻ ngu phân biệt, tuy thấy mà không thấy. Ba cõi do phân biệt, ngoại cảnh toàn không có, vọng tưởng hiện các thứ, kẻ phàm ngu không biết. Các kinh nói khác nhau, chỉ khác trên danh tự, nhưng lìa nơi ngữ ngôn thì không thể nắm nghĩa.